Ok, xin chào tất cả các anh chị đến với livestream tiếp theo ngày hôm nay. Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với livestream ngày số 13. Chúc mừng các anh chị vì đã đi được cũng 13 ngày rồi đó. Các anh chị cũng được hơn 10 ngày là cũng rất là tuyệt vời các anh chị ha. Tư duy gốc rễ của các anh chị cũng đã bắt đầu thay đổi, cũng đã bắt đầu cải thiện dần rồi. Thì các anh chị cũng đã có cho mình những cái thành công, ví dụ như là tiền về nè, hoặc là thành công về sức mạnh tiềm thức, rất là tuyệt vời các anh chị. Và chúng ta phải dùng cái năng lượng đó để chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Và hôm qua thì em Theo đã chia sẻ cho các anh chị cũng rất là nhiều cái nền tảng thành công. Ở đây là các anh chị nhìn thấy em Theo chưa? Ok rồi, xin chào các anh chị ha. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Rồi, xin chào chị Bích Phạm, xin chào Phạm Sinh, xin chào Chủ tịch Đan Phượng, xin chào Nguyễn Sơn ạ. Rồi, xin chào tất cả anh chị ha. Rồi, các anh chị nhìn thấy ngày hôm nay là em cố tình không mà cố tình kê cái gấu đằng sau cho các anh chị thấy rằng là mình là một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức đó các anh chị. Các anh chị có thể là có thể ám thị mình đúng không ạ? Để mà kê được cái gối này cho các anh chị xem thì nó cũng là một cái quá trình đúng không ạ? Nên các anh chị có thể chiêm ngưỡng. Thì có thể là em Theo có thể là ám thị mọi lúc mọi nơi, mình là một cái người thành công gì đó thì các anh chị có thể ám thị ha. Đó, ok. Rồi các anh chị nhìn thấy không ạ? Ok, được rồi ha. Thì các anh chị cũng có thể là học mình sẽ ám thị ở trong nhà những cái điều mà các anh chị thật sự mong muốn. Thì cái gì mà mình nhìn thấy thường xuyên, mình tiếp xúc thường xuyên thì nó sẽ giúp cho các anh chị ha, tiềm thức của các anh chị nó sẽ ghi nhận và nó sẽ đưa vào trong bên trong, và cái gì có ở bên trong thì sẽ có bên ngoài. Nên là các anh chị hãy tích cực ám thị những cái điều mình thật sự mong muốn. Ok, tuyệt vời. Rồi hôm qua thì các anh chị có gần mới em Theo đi cũng được khá là nhiều những cái nền tảng của thành công. Thì chính xác là các anh chị sở hữu cho mình những cái nền tảng này á, thì các anh chị sẽ tạo ra được những cái kết quả nó rất là lớn các anh chị, kết quả rất là tuyệt vời. Và các anh chị sẽ đủ cái bản lĩnh, đủ cái bản năng, đủ cái niềm tin để các anh chị có thể đi đến những cái kết quả lớn hơn, những cái kết quả thành công hơn nữa. Rồi, xin chào Lê Huề, rồi xin chào tất cả các anh chị ha. Rồi lần đầu tiên để Theo xin mời các anh chị có thể là giúp Theo chia sẻ livestream này đến những người bạn của mình, được không ạ? Ok. Em cắt dinh dưỡng cho tế bào ha. Các anh chị ơi, các anh chị đã có nước chưa ạ? Anh chị đã có nước chưa? Hôm nay thì em Theo được những cái bạn hỗ trợ chuẩn bị cho mình cái 3 ly nước. Đó, một ly là một ly trà thanh lọc. Một cái ly thứ hai đó chính là em sử dụng một cái ly bổ sung dinh dưỡng cho mạch máu, bổ sung dinh dưỡng cho tế bào là cái ly này. Đó, sau đó là có một cái ly thanh lọc để dọn sạch những cái gì mà không có tốt thừa thải trong cơ thể của mình ra. Và một cái ly đó chính là một ly nước để mình, một ly nước trong. Và ly nước trong này thì em Theo cũng có cho một vài những cái vi chất trong này ha, để giúp cho mình có thể tráng miệng nè, hoặc là làm cho cái vị nữ của mình nó được quay trở lại cái vị bình thường đó. Ok các anh chị ha, các anh chị cũng có thể làm giống như em Theo nè, chuẩn bị nhiều nước. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta phải hoàn thành được 1,5 lít nước ha. Ok, tuyệt vời.
Rồi các anh chị có thể giúp Theo chia sẻ livestream và tăng thêm những người bạn của mình vào được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thì hôm qua chúng ta đã đi xong được 6 cái nền tảng thành công các anh chị. Hôm nay còn một vài cái nền tảng thì tôi chia sẻ luôn cho các anh chị ha. Tổng hết là cũng phải là 18 cái nền tảng á. Nếu như mà được hết thì hôm nay chúng ta sẽ đi hết luôn. Còn nếu mà không kịp thì em sẽ làm một cái ngày hôm sau dành tặng cho các anh chị tiếp tục những cái nền tảng thành công nữa. Và cái nền tảng số 7 các anh chị có thể là comment ha. Nền tảng số 7 đó chính là chúng ta phải luôn loại bỏ những cái phanh kìm hãm các anh chị. Cái phanh mà nó kìm hãm, cái phanh gọi là, tại sao gọi là cái phanh các anh chị? Thì trên cái con đường mà các anh chị tiến đến thành công á, là các anh chị sẽ gặp những cái phanh kìm hãm. Cái bao nhiêu số các anh chị công nhận với em rằng là nếu như mà các anh chị lái xe á, các anh chị tăng tốc á, khi mà các anh chị tăng tốc mà cái chân của các anh chị là nhắm phanh, cái chân của các anh chị cứ nhắm cái phanh, còn tay của các anh chị thì cứ tăng tốc, thì liệu là cái chiếc xe của các anh chị á, nó có tăng tốc được không ạ? Liệu là chiếc xe của các anh chị nó có tăng tốc được không các anh chị ơi? Chính xác là nó không thể tăng tốc được, bởi vì nó bị những cái phanh kìm hãm lại. Và trên cái con đường mà chúng ta tiến đến thành công nó cũng vậy các anh chị, nó cũng có một vài cái phanh nó kìm hãm mình phải gỡ bỏ nó ra. Có nghĩa là mình muốn tăng tốc thì mình phải nhả phanh ra. Và những cái phanh mà kìm hãm của mình là những cái phanh gì anh chị nhớ ha? Một vài cái phanh mà kìm hãm các anh chị nha. Thứ nhất đó chính là những cái mối quan hệ không tích cực. Cái phanh thứ nhất các anh chị phải gỡ bỏ đó chính là những mối quan hệ không tích cực, những cái mối quan hệ mà không có tốt. Có nghĩa là bình thường á, các anh chị sống ở, các anh chị là những cái người bình thường, các anh chị sống ở bên cái thế giới xung quanh của mình là toàn là những anh chị em, là họ có những cái suy nghĩ nó bình thường, những cái suy nghĩ, những cái thói quen của những người chưa giàu, những cái thói quen, những cái cách sống, những cái suy nghĩ của người chưa giàu. Nên là những cái người bạn xung quanh của các anh chị nó cũng là những cái người có cái suy nghĩ cũ đó. Nên là một cái việc đầu tiên khi mà các anh chị ha, các anh chị đang chơi với bạn các anh chị đây, cái một ngày đẹp trời là các anh chị tiến lên, các anh chị gặp một cái cơ hội, một cái công thức thành công mà các anh chị bám vô công thức đó và các anh chị bu bám lên, các anh chị tiến lên. Nhưng mà người bạn các anh chị là không có tiến kịp, họ không có tăng theo các anh chị kịp, và họ sẽ có cái suy nghĩ là mày đi con đường đó không có thành công đâu, mày xuống đây đi, mày đi cái đó không có đúng đâu, mày học cái đó là không có tốt đâu, mày xuống đây với tao đi, cứ sống buông thả, cứ sống lẳng lơ đi, cứ chơi thoải mái đi, cứ dành thời gian là tung hoành đi, dùng thời gian là coi như tận hưởng cuộc sống đi, cứ vui vẻ thoải mái đi, đừng có học tập, đừng có phát triển làm cái gì. Thì đó là những cái mối quan hệ mà họ sẽ ngăn cản các anh chị, kéo các anh chị lại. Và một số cái mối quan hệ họ sẽ là gì ạ, thấy các anh chị có thành công, thấy các anh chị có tiến bộ, họ không có chúc mừng các anh chị, họ không có ngưỡng mộ các anh chị, mà họ sẽ nói là rồi á, một ngày á mày cũng bị phá sản cho con, rồi á một ngày á mày cũng bị là coi như là lao đao cho con. Nên là sao ạ, họ không có chúc mừng mình mà họ ganh tị, họ gato và họ nói là chẳng qua là mày may mắn thôi, chứ còn á đối với tao thấy cái đó cũng bình thường mà, chứ mà tao thấy cái đó cũng bình thường thôi, có gì đâu ghê đâu, đúng không ạ? Đó là những cái phanh mà nó kìm hãm các anh chị, không có một cái tác động gì mà để mà đẩy các anh chị lên cả. Nên là cái việc đầu tiên là các anh chị phải loại bỏ những cái phanh kìm hãm đó, thì trên cái con đường mà các anh chị học tập phát triển á, các anh chị không có bị ngăn cản. Và đó là một trong những cái việc đầu tiên em Thư làm khi em Thư xác định là mình thuộc cái tiếp người là phải càng ngày càng tiến lên phía trước, càng ngày là càng phải học tập và nâng cấp bản thân của mình lên. Nên là những cái mối quan hệ các anh chị, những cái mối quan hệ, những cái người bạn á, một khi đó gọi là bạn là gì, là cái người mà dù các anh chị đi con đường nào thì họ cũng ủng hộ các anh chị, họ cũng chúc mừng các anh chị, họ cũng là dành cho các anh chị những cái lời gọi là chúc mừng, những cái lời động viên. Đúng rồi, thì chọn con đường tuyệt vời, tao thấy mày càng ngày càng học tập, càng phát triển, ngày càng thành công là tao rất là mừng, tao cảm thấy là như vậy là rất là tuyệt vời, và chúc cho mày là phải luôn luôn liên tục phát triển, liên tục tiến tới nha, liên tục thành công nha, chúc cho bạn liên tục thành công nha. Đó mới là những cái người bạn của mình các anh chị. Còn cái người mà gọi là suốt ngày mà cứ chê bai mình, suốt ngày mà cứ trách móc mình, rồi suốt ngày cứ bảo mình đừng có học tập, đừng có phát triển, thì đó không có phải gọi là bạn đâu các anh chị. Những cái mối quan hệ đó không nhất thiết các anh chị phải giữ ở bên cạnh mình. Hoặc là một số anh chị là anh chị có một số ha, anh chị sống anh chị phải khép nếp, anh chị phải là
không có dám chia sẻ livestream, hoặc là không có dám học tập, không có dám livestream, hoặc là không có dám chia sẻ những cái tư duy này. Cho em hỏi các anh chị là những cái tư duy tỷ phú này, nó là suy nghĩ của tỷ phú, nó là suy nghĩ của những người giàu. Vậy thì nó có lỗi gì không ạ? Anh chị chia sẻ ra cái suy nghĩ của mình, anh chị chia sẻ ra những cái suy nghĩ của các tỷ phú là thì nó có tội tình gì cho các anh chị không ạ? Và cái việc mà các anh chị nói cả thế giới này, anh chị muốn giàu có, anh chị muốn thành công, anh chị muốn cuộc đời các anh chị tốt hơn, anh chị càng ngày anh chị phấn đấu về cái sự giàu có, anh chị phấn đấu về sự thành công, nó có tội tình gì không các anh chị? Anh chị làm cái việc đó nó có tội tình gì không ạ? Và cái việc mà các anh chị sinh ra trên đời này, anh chị khao khát có một cuộc sống thành công, giàu có, một cuộc sống tuyệt đẹp, một cuộc sống đầy cái thứ tốt đẹp đấy như mình, nó không có cái tội tình gì hết. Đó là một cái quyền năng, đó là một cái ước muốn chân chính của một con người. Nên là các anh chị hãy cứ thoải mái, hãy cứ sống đúng với cái con người của mình. Không có cần phải sợ những cái người xung quanh họ bàn tán gì về mình, họ nói gì về mình, họ chê bai gì về mình. Những cái người đó chúng ta không cần phải bận tâm, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không, chúng ta có thể hiện là một cái người đúng nghĩa với họ thì cuối cùng để làm gì các anh chị? Mà anh chị có giúp cho họ giàu lên không? Và họ có giúp cho mình giàu hay không? Cho nên là nói về những cái mối quan hệ không tích cực thì các anh chị hãy nhớ là anh chị hãy nhớ một điều, luôn luôn phải có sự win-win. Nếu như mình giúp cho cái người bạn của mình tốt hơn, giàu hơn, thành công hơn, và cái người bạn đó ở bên mình cũng giúp cho mình thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, thì ok, chúng ta sẽ chơi với nhau. Còn nếu như đã xác định là cả hai bên không có giúp nhau được cái gì, tốt nhất là tách nhau ra, tách ra các anh chị. Ok, và đó là cái phanh kìm hãm thứ nhất mà các anh chị cần phải cải thiện. Và một cái phanh kìm hãm thứ hai đó chính là những cái thói quen cũ các anh chị. Những cái thói quen cũ. Và các anh chị có thấy rằng là những người thành công, thói quen của những người thành công là gì các anh chị? Thói quen của người thành công là thức dậy sớm hay là ngủ dậy muộn? Thói quen của người thành công là thức dậy sớm. Còn thói quen cũ của những người bình thường là thức dậy muộn, 6-7 giờ, có khi là 8-9 giờ, thậm chí có một số bạn là 10 giờ mới thức dậy. Và không có cái người thành công nào mà 10 giờ mới thức dậy hay các anh chị? Không có cái người thành công nào mà ngủ tới 7 giờ mới dậy các anh chị. Tất cả hầu hết những người thành công, những người vĩ đại, những người có cái trách nhiệm lớn, họ đều thức dậy sớm, khoảng là 4 giờ sáng. Bởi vì họ dậy sớm để họ có nhiều thời gian hơn. Họ dậy sớm để họ có nhiều thời gian để cống hiến cho đời hơn. Họ dậy sớm để họ có nhiều thời gian để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của họ hơn. Họ dậy sớm để họ biết rằng là cái thời gian 4 giờ là cái thời gian để họ có thể giao tiếp với vũ trụ, giao tiếp với vũ trụ để mà mình hoàn thành những cái mục tiêu lớn hơn, thực hiện được cái sứ mệnh của mình nó cao hơn nữa. Thì đó mới chính xác là những cái người thành công thật sự. Cho nên là thói quen cũ là những cái thói quen mà ví dụ như bình thường á, mình 7 giờ mình mới dậy nó quen rồi. Bây giờ tự nhiên bảo 4 giờ dậy cái nó cái gì đó khớp không có khớp. Bình thường 6 giờ mình dậy nó cũng quen rồi, bây giờ tự nhiên 4 giờ bảo dậy nó không có khớp. Nó sẽ khó chịu, nó sẽ không có thoải mái, cuối cùng mình không có chịu làm. Hoặc là cái thói quen cũ của những người bình thường là họ thích á, là cuối tuần mới là dành thời gian đi dạo, đi chơi, đi dạo và dành thời gian để mà đi xả stress, đi làm gì đó. Nhưng mà những cái người thành công thì họ thường hay có cái thói quen là những ngày cuối tuần hoặc là những cái ngày mà ngày lễ, ngày lọc á, là thường là họ sẽ chọn việc ở nhà, dành thời gian cho tâm trí để xem thử là họ muốn cái gì, họ khao khát cái gì, và họ xem thử bản thân của mình đang ở đâu và sắp tới là muốn đi đâu và về đâu. Đó, thì đó là những cái người thành công, cái thói quen của họ. Còn một số quen của những người mà chưa giàu, những người chưa thành công là họ có thói quen là cứ đi làm về, đúng không ạ? Sáng đi làm về sau một ngày không có được thoải mái, xong rồi là 8 giờ tối bắt đầu ngồi bắt đốc xem tivi, uống nước, đúng không ạ? Uống nước rồi uống trà rồi xem tivi, xem phim, ví dụ như xem cái phim mà cô dâu 8 tuổi vậy đó. Không phải xem phim các anh chị. Thì có một ngày là em thấy mẹ em hay coi cái phim cô dâu 8 tuổi, thì em cũng lâu lâu em ghé em coi thử. Và nó chiếu có một cảnh nè các anh chị, có một cảnh phim thôi mà nó chiếu nửa tiếng đồng hồ,
có nghĩa là chỉ có một cái cảnh là cái cô gái đó từ ở trong phòng lắng nghe được ở ngoài đây người ta nói cái gì, và cô đó là buồn, cô ấy khóc, cô ấy nói chung là tâm trạng không vui, cứ nguyên cái cảnh đó thôi chứ nửa tiếng hồ. Vậy thì đặt cái câu hỏi là để coi thấy cái bộ phim đó là nó được cái cảnh gì với cảnh gì. Ở đây là em cái từ cái khoảnh khắc mà em thấy ủa cái bộ phim này nó cho mình cái bài học gì là cuối cùng là em không có coi nữa luôn. Ở đây là thường đó là một người sẽ dành thời gian để xem phim, thì mình phải hiểu là xem phim hoặc là xem giải trí thì nó sẽ cho mình một cái cảm xúc giải trí, cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng mà cái việc mà còn một số những anh chị thành công thì họ là dành cái thời gian quý báu của họ, có nghĩa là họ sẽ tận dụng từng giây từng phút, từng cái thời gian họ có để làm một cái việc, đó chính là phát triển tư duy và cập nhật thông tin kiến thức thị trường. Đó, vừa phát triển tư duy và vừa cập nhật thông tin kiến thức, và vừa có thể là kết nối, hoặc là có thể là mình sẽ có được tạo dựng những cái mối quan hệ chất lượng xung quanh của mình, hoặc là họ có thể dành thời gian để mà chăm sóc cái sức khỏe mình tốt hơn. Đó, ví dụ các anh chị không có biết làm gì thì ít ra mình cũng có thời gian có như là luyện tập hoặc là uống nước cho các anh chị. Là có một số anh chị là dành thời gian coi phim cả ngày và quay uống nước, quay ăn luôn. Thì như vậy sao? Như vậy là anh chị đã thứ nhất không phát triển tư duy, mà lại vừa không chăm lo sức khỏe của mình nữa. Cái việc mà các anh chị quay uống nước thôi là các anh chị đã không bảo vệ sức khỏe của mình tốt rồi. Quá tuyệt vời anh chị. Và cái việc các anh chị nhớ ăn đúng giờ nè, ăn uống đúng giờ nè, hoặc là uống đủ nước nè, ngay cái việc cơ bản đó thôi là các anh chị cũng đã giúp cho cơ thể các anh chị nó khỏe mạnh hơn nữa. Ha, thì đó là những cái thói quen nhiều người thành công, là từng trong một ngày của họ là họ phải xem thử rằng là 24 tiếng đồng hồ qua mình phải làm cái gì để cho nó có giá trị, mình phải làm cái gì để mình tạo ra thu nhập, mình phải làm cái gì để mình tạo ra tiền, mình phải làm cái gì để mình càng ngày mình phát triển hơn, càng ngày mình phải thành công hơn. Và nếu như mà có cái thói quen nào đó mà nó khiến cho họ không khỏe hơn nè, không giàu có hơn nè, không tốt hơn nè, không thành công hơn nè, là họ sẽ dẹp cái thói quen đó ra, dẹp liền. Đấy, nhưng mà em cảm thấy là có một số những người bình thường các anh chị, họ rất là thoải mái, có nghĩa là họ làm cái việc gì họ cũng thấy rất là bình thường, dù cái việc đó nó không giúp cho họ giàu lên thì họ cũng rất là bình thường. Nhưng mà trong một ngày đó mà lỡ như mà em có một cái thói quen nào đó mà nó khiến cho em không tốt hơn, là em cảm thấy là mình phải chấn chỉnh mình ngay lập tức, là mình phải tự răn đe của mình là ngày hôm sau mà mày còn cái thói quen này nữa là không có được nha, phải thay đổi liền nha. Vậy nhưng mà em thấy những cái người chưa giàu khác, những người chưa thành công khác, họ rất là ung dung, có nghĩa là dù họ có cái thói quen không tốt đó thì họ cũng rất là bình thường và sống cái trong là rất là buông lả luôn, giống như là mặc kệ luôn ấy. Thì nó là không có hay như vậy, nên là các anh chị cần phải đổi những cái thói quen cũ thành những cái thói quen mới, xem thử là người thành công họ có cái thói quen gì, và những cái thói quen nào mà không giúp cho mình giàu lên thì chúng ta phải chuyển qua những cái thói quen giúp cho chúng ta giàu lên đó. Và một cái phanh kìm hãm của các anh chị nữa, đó chính là cái phanh là những cái tư duy cũ, những cái niềm tin cũ, những cái niềm tin mà nó không giúp cho các anh chị giàu hơn được, những cái niềm tin mà nó không hỗ trợ chúng ta giàu có, là chúng ta phải loại. Anh chị phải loại cái niềm tin nào mà không hỗ trợ các anh chị giàu có, anh chị phải loại ngay. Đó là cái việc cơ bản các anh chị cần phải làm. Ba cái yếu tố mà em vừa nói, nó là những cái thứ anh chị phải loại ngay lập tức ra khỏi cái cuộc sống các anh chị. Nếu như mà em còn nhìn thấy ở trong người của các anh chị, mà xung quanh các anh chị vẫn còn những cái mối quan hệ nè không có tích cực nè, những cái mối quan hệ không tốt mà hàng ngày các anh chị vẫn dành thời gian nói chuyện với họ, hàng ngày các anh chị vẫn chơi với họ, là biết rồi đó ha, là biết các anh chị có tiến tới cái đích thành công hay không là em biết luôn. Và nếu như mà trong cuộc sống của các anh chị vẫn còn những cái thói quen cũ, có nghĩa là thay vì cái giờ đó là anh chị dậy để vào Zoom đọc sách thì các anh chị là chọn ngủ, là em cũng biết luôn là các anh chị đó là có được cái thứ để mà các anh chị tiến đến cái đích thành công chưa đó. Hoặc là cái thời gian 8 giờ thường á, là một số anh chị á, là dành thời gian vào đây để mà nghe người thành công chia sẻ, nghe những cái tư duy thành công hơn, giúp cho họ thành công hơn, thì họ chọn vào đây. Nhưng mà một số anh chị khác á, là họ gì à, chọn là ở nhà chơi với con hoặc là ru con ngủ. Chị phải bận, chị bận ru con ngủ, rồi chị bận nhiều thứ lắm, chị bận đi làm, rồi chị bận đủ thứ lắm, nên là chị không có học livestream trực tiếp được, chị không có vào livestream trực tiếp của em được.
Trong khi các anh chị học livestream trực tiếp nè, các anh chị comment đây nè, là anh chị đã hút được cái dòng năng lượng từ của em nè, của biết bao nhiêu người ở đây. Chỉ cái dòng năng lượng này thôi đó là nó đã giúp cho các anh chị có tiền về rồi. Dù ít dù gì em không cần biết, nhưng mà anh chị hút được cái năng lượng ở đây là anh chị đã có tiền về rồi. Các anh chị hiểu nó không ạ? Thế nhưng mà một số anh chị không biết trân trọng ha. Em đã dành cái thời gian livestream cho các anh chị có cơ hội được học, cơ hội được mượn, được vay mượn cái năng lượng để các anh chị có thể là hút cho mình những cái khoản tiền mà tuy có thể là nó không lớn, nhưng mà em tin chắc là nếu như anh chị nào học thật sự nghiêm túc thì các anh chị sẽ tự hút cho mình những cái khoản tiền nó cùng cái tần số với các anh chị hút được nha. Và đó là lý do tại sao mà tự nhiên tiền về rất đơn giản nha anh chị. Đó là cái điều mà, và nếu như mà em quan sát em thấy trong cuộc sống các anh chị vẫn còn những cái niềm tin cũ, cái niềm tin mà khi mà anh chị nói ra là biết chắc luôn là nó không hỗ trợ các anh chị giàu có, là em biết luôn là anh cái mức độ mà anh chị tiến đến cái thành công á là nó ở mức nào luôn. Nên là chỉ cần anh chị loại sạch ba cái phanh kìm hãm này trong cuộc sống của các anh chị, em tin chắc cỡ nào anh chị cũng tiến được để thành công. Tại vì sao ạ? Tại vì anh chị tiến tới mà anh chị không có phanh cái một chiếc xe máy mà nó rồ ga mà nó không có phanh thì chắc chắn nó sẽ tiến về phía trước. Còn một cái chiếc xe bất kỳ chiếc xe nào, bất kỳ động cơ xe nào á, mà anh chị rồ ga, anh chị tăng ga mà anh chị lại đạp phanh thì không thể nào anh chị tiến tới được. Nên là chỉ cần em nhìn thấy là trong cái cuộc đời của các anh chị, trong cuộc sống con người các anh chị mà không có bất kỳ cái phanh nào, mà hàng ngày các anh chị tiến tới phía trước, thì anh chị chỉ có một con đường duy nhất là anh chị phải đạt được cái thành công thôi. Anh chị hiểu được nó không ạ? Nên là cái điều này rất là quan trọng. Anh chị hãy nhớ ba cái phanh kìm hãm các anh chị. Được ha? Đó là cái nền tảng đầu tiên. Và em thấy một số anh chị mới vào livestream có thể giúp Thiêu là chia sẻ livestream và tag tên những người bạn của mình vào được không ạ? Và những anh chị hỗ trợ đó, mình phải có một cái suy nghĩ là mình phải nói làm sao cho những cái người bạn đội nhóm của mình họ biết được cái việc họ học livestream trực tiếp nó quan trọng với họ như thế nào. Bởi vì các anh chị không nói cho họ hiểu nên là họ mới không ưu tiên thời gian để học livestream trực tiếp thôi. Một khi họ hiểu được cái việc mà họ vào đây họ học livestream trực tiếp là họ có cơ hội tiếp xúc với một người thành công, một cái cơ hội để họ có thể lấy được cái năng lượng trực tiếp, năng lượng người giàu, và hưởng được biết bao nhiêu cái năng lượng của biết bao nhiêu con người ở đây. Chỉ cần cái năng lượng này họ hút được, họ vay mượn được về thôi là họ có thể là hút được những cái dòng tiền nó cùng cái tần số của họ rồi, chưa nói cái việc là họ học tập và ứng dụng ra sao. Ở đây là nếu như anh chị thật sự hiểu được vấn đề là anh chị sẽ học tập comment nghiêm túc. Mà nếu mà anh chị ngồi đây anh chị xem á, xem livestream mà anh chị xem với cái thái độ dày nè đó, xong rồi á là vừa nghe vừa làm cái này làm cái kia, thì theo các anh chị là anh chị có hút được cái năng lượng trong cái livestream ra không? Có hút được không các anh chị? Không. Các anh chị muốn lấy được cái năng lượng nó ra là anh chị phải gì ạ? Phải liên tục tập trung vô và comment liên tục như thế này nè, để anh chị sẽ hút được cái năng lượng ra. Và cái năng lượng này nó cứ mỗi ngày, mỗi chút, nó sẽ dồn vào, nó làm thành cái cục to vậy nè. Và cái cục to này nó sẽ hút được cái dòng tiền cùng với tần số của các anh chị mà chưa biết là anh chị có làm cái gì hay không á. Chỉ cần như thế thôi là anh chị đã hút được cái dòng tiền cùng tần số với các anh chị rồi. Và cái dòng tiền cùng tần số của các anh chị thường là nó ở mức 20 triệu, 10 đến 20 triệu đó. Em nghĩ là cái cỡ đó là anh chị nào cũng có khả năng hút được. Còn để mà nói mà đạt cái mục tiêu mà 100 triệu, 200 triệu lợi nhuận hay là 500 triệu tiền lợi nhuận thì nó đòi hỏi là tư duy của các anh chị, mối quan hệ xung quanh của các anh chị và cái khả năng, cái giá trị anh chị trao ra thị trường nữa. Cái đó thì nó mức đòi hỏi như vậy. Còn về cái mức thu nhập mà 20, 20 triệu thì chỉ cần anh chị hút được cái năng lượng ở đây thôi thì anh chị cũng có khả năng hút được cái dòng tiền như vậy. Vậy tin hay không là nhược quyền các anh chị, tin sao có vậy đó. Và em sẽ đến một cái ly nước thứ hai, đó chính là một ly cung cấp cho em theo liệu pháp NO. Và cái liệu pháp NO là có nghĩa là trong cơ thể các anh chị, mà nếu như mà cơ thể các anh chị mà nó liên tục sản xuất ra được NO á, là nitoxic các anh chị, là nó giúp cho cơ thể các anh chị coi như là những cái vấn đề về mạch máu, về thần kinh là không bao giờ xuất hiện. Ở đây là trong bộ não của mình á, cái hệ thần kinh trong cơ thể chúng ta là cực kỳ quan trọng.
Và cái hệ tiếp theo đó chính là cái hệ mạch máu của chúng ta, nó lại càng cực kỳ quan trọng hơn nữa. Nên là em phải ưu tiên bảo vệ hai cái hệ thống này xuất sắc nhất ha. Cái này thì nó có một cái vị ngọt các anh chị, và cái ngọt này thì nó không phải là ngọt từ đường, nó không phải ngọt từ những cái tinh chất đường, mà nó là một cái vị ngọt đặc biệt. Ok, tuyệt vời. Đó thì chỉ là một cái nền tảng thành công khá là quan trọng đó các anh chị. Chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái nền tảng thành công tiếp theo. Anh chị có thể ghi vào ha. Em theo tính chia sẻ các anh chị phần tiếp theo, nhưng mà chúng ta sẽ xong cái nền tảng này đi. Em theo sẽ tặng cho các anh chị một cái phần cực kỳ đặc biệt. Nền tảng tiếp theo các anh chị, đó chính là chúng ta phải luôn hình dung ra những điều mà chúng ta muốn, và chúng ta phải đạt tới được những cái điều mà chúng ta đã hình dung. Đúng không ạ? Cái nền tảng số 8. Nền tảng số 8 này nó có hai ý các anh chị. Thứ nhất là chúng ta phải liên tục hình dung nha. Anh chị nhớ cái từ khóa ở đây là hình dung. Liên tục hình dung ra những điều mà chúng ta thực sự mong muốn. Và chúng ta, cái ý số 2 là chúng ta phải đạt được tới những cái điều mà chúng ta hình dung. Ví dụ như trong cái tháng 5 năm 2021, vào nhằm ngày 17 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2021, anh chị đặt một cái mục tiêu, đó chính là anh chị thấy được rằng là vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2021 thì anh chị có đủ 60 triệu ha, 300 triệu hoặc 500 triệu, nói chung là tùy mục tiêu các anh chị. Các anh chị đó có đủ 300 triệu tiền lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng của các anh chị, hoặc là trong cái túi của các anh chị. Đó. Cái thế là các anh chị có thể hình dung và các anh chị thấy được cái bức tranh đó luôn. Các anh chị thấy được cái điều đó luôn. Và tiềm thức của các anh chị thì nó không có hiểu được đâu là thật, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu. Nó không có biết được các anh chị. Ở đây là chỉ cần các anh chị hình dung một cách mà nó như thật, và anh chị phải có một cái cảm xúc nó thật, thì cái chuyện đó chính xác là tiềm thức nó sẽ mang lại cho các anh chị. Đó. Và các anh chị có tưởng tượng là khi mà chúng ta xem một bộ phim, các anh chị ha, bao nhiêu số các anh chị là thường là xem phim á, các anh chị hay khóc. Bao nhiêu số các anh chị xem phim á, phim nó xúc động quá chị khóc không ạ? Hoặc là xem phim nhiều khi lâu lâu rảnh rảnh tự nhiên mở phim ma lên coi, coi phim ma xong rồi đi ra đường không dám đi vô. Hoặc là có một số anh chị là sao ạ? Xem hài các anh chị cười, nhưng tự nhiên tại sao đang bình yên và tự nhiên các anh chị cười? Hoặc đang bình yên và tự nhiên tại sao các anh chị lại khóc? Hoặc đang bình yên và tại sao các anh chị lại sợ? Thì bởi vì là trong bộ não các anh chị nó có một cái quyền năng, và nó có một cái thứ đó đặc biệt, đó chính là nó có khả năng hình dung, tưởng tượng ra một cái viễn cảnh đó. Nó tưởng tượng ra một cái viễn cảnh, và nếu như mà các anh chị tưởng tượng và các anh chị hình dung cái viễn cảnh này quá nhiều lần, gọi là nó ở mức quá nhiều lần và nó như thật, thì cái đó nó sẽ diễn ra. Và các anh chị có biết rằng là có một số diễn viên các anh chị, họ bởi vì họ đóng phim á, họ diễn những cái cảnh mà bi đát á, họ diễn nó quá thật, họ diễn nó thật đến mức mà nó xảy ra trong cuộc đời của họ luôn. Bởi vì họ cứ diễn suốt cuộc đời của họ, họ cứ đóng cái vai đó, họ cứ đóng cái vai mà bi, cái vai mà khổ nạn, khổ nghèo, rồi bắt đầu khóc, rồi nói chung là tình duyên lặng đặng, nói chung là nó cứ chọn cái vai đó đóng. Anh chị biết không ạ? Nó đóng cái vai đó hoài, cuối cùng cuộc đời xảy ra luôn. Cuộc đời của cái người diễn viên đó y chang vậy luôn các anh chị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tần số họ lặp đi lặp lại quá nhiều. Nên là các anh chị thử, các anh chị lên mạng, các anh chị search những cái người diễn viên mà họ đóng những cái vai bi mà nổi tiếng, thường là các anh chị thấy cuộc đời của họ không giàu có được. Nhưng mà nếu như ai mà khôn ngoan ha, đóng phim mà đóng những cái vai là nữ hoàng, hoặc là nàng công chúa đáng yêu, hoặc là cô công chúa sống trong biệt thự, hoặc là cô công chúa hạnh phúc, hoặc là những cái vai là siêu giàu hoặc là tài phiệt rồi đó, là em nói các anh chị luôn là ra cuộc đời là sung sướng. Và nếu như mà được đóng phim thì em cũng chọn là đóng cái vai là gọi là một người phụ nữ quyền lực, phú quý, sang trọng, đẳng cấp, chứ em không có bao giờ chọn đóng cái vai bi bi gì đó đâu các anh chị.
dài mà cứ suốt ngày cứ khóc khóc hoài. Nói chung là có một số diễn viên hay lắm nha, vô thấy cái mặt là biết cái mặt là khóc, thấy cái mặt là biết là bà đóng cái vai khóc. Ở đây là các anh chị ha. Và nếu như không ai thuê chúng ta đóng phim thì sao? Thì chúng ta tự đóng phim cho cuộc đời của mình được không các anh chị? Và em Hiếu rất là thích tự đóng phim cho cuộc đời của mình. Có nghĩa là em tự nghĩ ra được một cái kịch bản cho cái cuộc đời trong tương lai của mình như thế nào. Và em cũng là một đạo diễn xuất chúng luôn các anh chị. Đạo diễn cho cuộc đời của mình xuất chúng luôn. Em biên soạn một cái bộ phim, có nghĩa là một cái bộ phim nó dài tập. Dài tập. Và từng cái tập phim này nó phải là siêu giàu nha. Cuộc sống của em trải qua là nó siêu giàu luôn. Từng cái bộ phim, từng cái tập phim là mỗi ngày trôi qua là cuộc sống cực kỳ giàu có, hạnh phúc và phải gọi là sang trọng, đẳng cấp. Và tất cả những người xung quanh là đều yêu thương mình, ngưỡng mộ mình. Và đều là, có nghĩa là họ phụng sự cho mình một cách là họ, vì họ yêu thương mình nên họ chăm lo cho mình. Chứ không phải là họ chăm lo cho mình bởi vì là một cái, vì một cái điều gì đó. Ở đây là đó là cái điều mà em rất là, có nghĩa là từng ngày trôi qua là mình phải gì ạ, mình phải làm cái đạo diễn, mình tự biên kịch ra cái mình tự biên diễn ra cái nội dung. Sau đó là mình cũng là cái người đóng phim luôn, mình là cái diễn viên luôn, làm đạo diễn, làm diễn viên luôn các anh chị, tự diễn luôn. Ví dụ như bây giờ như vừa rồi đầu tháng á, ngày 1 tháng 5 á, là em có biên soạn ra một cái tập phim cho cuộc đời của mình là trong cái tháng 5 này. Có nghĩa là em sẽ soạn ra được là trong cái tháng 5 này là từng cái tập phim á, là từng ngày trôi qua á, là nó như thế nào. Và đến hết tháng á, là cái ngày 30 tháng cuối cùng á, là kết thúc phim á. Thường thường là phim á, mà ví dụ như là kết thúc là hai người yêu nhau hạnh phúc trọn đời với nhau là coi như là tập phim đó là có hậu. Kết thúc phim mà có hậu. Bao nhiêu số các anh chị xem phim là các anh chị thích cái kết thúc phim có hậu. Mà cái phim nào mà nó kết thúc cái kiểu mà không có rõ ràng ha. Ví dụ như là hai cái người đó cũng không có biết là có yêu nhau không, có biết tới với nhau không, rồi cũng không có biết là có hòa quyện với nhau không. Nói chung là nó kết thúc cái kiểu mà láng xẹt, là không có biết được kết quả rõ ràng. Đó là những cái phim đó em cũng ưa nhất luôn. Em coi là em chỉ thích coi cái tập kết thúc phim thôi, mà nó tới cái khúc đó là không có thích nữa. Ở đây là chúng ta thường thường là kết thúc phim mà hai diễn viên chính mà đến với nhau là coi như phim đó là coi như kết thúc ngon lành. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là kết thúc phim của cái cuộc đời của mình, cái tập phim của mình trong 30 ngày đó, cái ngày 30 tháng 5 đó, các anh chị thích là cái kết thúc phim đó như thế nào? Cái hết phim là của cái tập phim đó là nó như thế nào? Và sau khi hết cái tập phim đó, anh chị là đạo diễn đúng không? Nếu như anh chị là đạo diễn mà anh chị muốn có tiền hoài đó, là anh chị phải lên một cái kịch bản phim cho cái tháng tới. Và anh chị cũng phải thuê những cái người diễn viên đóng. Nhưng mà bây giờ không biết thuê ai thì thuê mình, chính bản thân mình đóng luôn, khỏi cần thuê, vừa đạo diễn vừa diễn viên. Đó thì các anh chị hãy xem thử là cái thúc phim của 30 tháng 5 á, anh chị đạt được cái gì. Và em đã lên luôn cái tập phim đó. Và kết thúc của cái tập phim này là em phải có cái bờ, có một cái vòng mông đúng không ạ? Mông to, to tròn, bao nhiêu sen, nó rõ ràng. Và tài chính thu nhập thu được bao nhiêu. Và những cái mối quan hệ xung quanh của mình họ ra sao, họ như thế nào. Và ngày đó mình là phải làm cái gì, nói chung là nó rõ ràng. Tập phim nó hay, mà phim của em là kết thúc có hậu hết các anh chị. Kết thúc đều có hậu nha, mà không phải có hậu đâu, mà coi như là gia đình hạnh phúc rồi cuộc sống viên mãn, nói chung là bao nhiêu điều tốt đẹp nhất là nó xuất hiện. Và cái lúc mà gọi là kết thúc cái tập phim đó là hạnh phúc chú lắm các anh chị, thích lắm đó. Và sau khi mà kết thúc cái tập phim của cái tháng 5 á, thì anh chị á, là đạo diễn, mà là một người đạo diễn á, là anh chị phải ra một cái tập phim mới để cho gì ạ, để cho xã hội hợp công, cái điểm có tiền được đó. Thì anh chị cũng đang lên cho mình một cái tập phim mỗi tháng trôi qua, đó là mỗi cái bộ phim của cuộc đời đó các anh chị đó. Và anh chị phải có ha, thì chúng ta phải hình dung trước, anh chị phải hình dung được cái kết thúc của cái tháng 5 các anh chị nó là cái gì, nó đạt được cái điều gì, nó có cái gì. Và hình dung cái bộ não chúng ta rất là hay, anh chị hình dung nhiều quá nó tưởng thiệt, anh chị hình dung nhiều quá là nó tưởng thiệt các anh chị ha. Ở đây là nếu mà anh chị muốn cái mục tiêu của mình mà nó diễn ra thì các anh chị hãy hình dung lặp đi lặp lại, tần số càng nhiều càng tốt. Yeah, yeah, đạt mục tiêu rồi, yeah.
siêu chua ơi, có thể tưởng tượng được hả? À bây giờ em Theo có thể là, nếu như mà được là em Theo có thể diễn cho các anh chị coi luôn, là em có thể làm cho các anh chị khóc cười luôn cũng được. Thế nhưng mà thôi, cái này chúng ta sẽ dành ở một cái chủ đề khác ha. Và một cái nền tảng thành công số 9 các anh chị ghi vào ha, đó chính là chúng ta phải, sau khi mà chúng ta hành hình dung tưởng tượng thì các anh chị phải gì ạ? Phải hành động để chúng ta tạo ra kết quả. Có nghĩa là chúng ta hình dung rồi, chúng ta cũng phải gì ạ? Phải đạt được cái mục tiêu đó của mình. Chúng ta phải đạt được những cái điều mà mình hình dung. Có nghĩa là đầu tháng em ra cái tập phim đó, nhưng mà cuối tháng lại phải có cái bộ phim đó. Chúng ta phải đạt được những cái điều mà chúng ta hình dung. Và cái nền tảng thành công số 9 nó sẽ gắn liền với cái nền tảng thành công số 8, đó chính là sau khi chúng ta hình dung thì chúng ta phải hành động để chúng ta tạo ra kết quả. Bây giờ anh chị ngồi và anh chị hình dung hoài đó, mà cái gì em nói với anh chị là một cái đạo diễn nha. Đạo diễn là suốt ngày chỉ có ra kịch bản thôi, nếu như không có những người diễn viên họ diễn ra thì liệu là nó có phim để các anh chị coi không ạ? Thế nên là các anh chị phải là cái người diễn viên. Diễn viên có nghĩa là anh chị phải hành động để diễn cái bức tranh ở trong đầu của mình nó ra đời. Anh chị hãy xem như mình là một cái người diễn viên thực thụ, và mình sẽ là cái người hành động để diễn cái bức tranh của mình để ra bên ngoài, để tạo ra kết quả. Và nếu mà anh chị hôm qua chúng ta đã học có một cái nền tảng, đó chính là chúng ta phải là một cái người hoang tưởng đảo ngược đó. Ở đây là các anh chị không có ngầu mà chúng ta chỉ có mơ thôi. Một số người họ cứ nghĩ rằng là chúng ta chỉ có mơ, nhưng mà không có anh chị. Chúng ta mơ, chúng ta hình dung tưởng tượng, chúng ta hình dung trong tâm trí là để chúng ta kích hoạt cái con người bên trong để dẫn lối cho chúng ta đi. Một khi chúng ta đã có lối đi rõ ràng thì chúng ta phải đi. Lúc đó chúng ta đi, chúng ta luôn liên tục hành động. Và nói về hành động thì em Theo có ba cái quy luật đơn giản trong cuộc sống nó liên quan tới cái chuyện mà hành động. Thì anh chị phải nhớ được ba cái nền tảng, ba cái quy luật đơn giản này. Có nghĩa là trong cuộc sống anh chị phải nhớ được ba cái quy luật này. Và ba quy luật này thì nó liên quan đến cái chuyện mà hành động của các anh chị ha. Cái quy luật thứ nhất á, là nếu như bạn không theo đuổi cái thứ bạn muốn thì bạn không bao giờ có được cái điều đó. Được không ạ? Quy luật thứ nhất là nếu như anh chị không theo đuổi những thứ anh chị muốn thì anh chị sẽ không bao giờ có được nó. Vậy cái câu hỏi đặt ra là ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị đang muốn cái gì? Anh chị đang thật sự muốn cái gì? Và muốn xong rồi, muốn những cái thứ mà anh chị muốn mà anh chị không theo đuổi á, thì nó không phải là cái thứ anh chị thật sự muốn. Cái thứ anh chị thật sự muốn là cái thứ mà anh chị theo đuổi để anh chị có được. Và anh chị phải biết là em Theo rất là thích xài hàng chất lượng. Những cái gì mà em Theo dùng á, là em Theo cũng phải dùng những cái hàng chất lượng. Và em Theo muốn đó chính là những cái chiếc điện thoại em Theo xài là những cái chiếc điện thoại nó phải chất lượng nhất, nó phải đẳng cấp nhất. Thậm chí là cái em đang live stream cho các anh chị nó cũng phải là cái đẳng cấp nhất. Và các anh chị có thể nhìn thấy rằng là hình ảnh rất là sắc nét, nó không có phải là bị nhòa nhòe hay là gì hết. Và em đang đầu tư cho các anh chị một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Và thậm chí là cái tai nghe này để mà các anh chị có được cái thọ âm thanh chất lượng, nó cũng phải đầu tư cho nó cũng rất là nhiều tiền. Và thậm chí anh chị đang nghe nhạc ở trên một cái MacBook rất là tuyệt vời ha. Ở đây là em thích tạo ra cho các anh chị. Và những cái đồ ăn, đồ uống của em ở đây nó là những cái thứ là hạng sang, hạng xịn, nhưng mà nó cũng là những cái thứ mà của những nhà khoa học nghiên cứu đó. Và đây là những điểm thích, đây là những điều em muốn. Nhưng mà theo các anh chị, nếu như em không hành động, em không theo đuổi nó, em không theo đuổi làm thế nào để mình có chiếc iPhone này, làm thế nào để mình có một cái chiếc iPhone mà đẳng cấp nhất, em không theo đuổi nó, em không tìm cách để em đạt được nó, thì liệu là em có đạt được nó không? Và những cái bộ quần áo em Theo mặc ở trên người đây nó cũng phải là sang trọng nhất. Thế theo bây giờ em cứ ngồi em muốn thôi thì có được không ạ? Em phải tìm cách đạt được, em phải đạt được, em phải có nó. Mình mọi giá mình phải có nó, mình không có nó mình không chịu được, không có chịu được. Mình phải xứng đáng có được nó, mình phải cầm trên tay cái này nè, nó mới phù hợp với mình nè, cái này nó mới phù hợp với mình nè. Là mình phải tìm cách để mình đạt được, mình luôn theo đuổi hàng ngày, mình phải nghĩ về nó, mình phải có nó. Bây giờ làm sao mình có nó mới được? Mình phải hành động, mình phải phát triển, mình phải có tài chính làm sao để mình trích ra một cái phần nhỏ để mình sở hữu cho mình.
những cái phần quà này. Thậm chí là cái mùi hương, cái hương hương hoa trên người của mình cũng phải là những cái mùi đẳng cấp nhất. Thế thì mình phải làm sao để mình có thể trích cho một khoản tài chính để mình có thể sở hữu cho mình những cái thứ đó. Chứ còn cái này là những cái thứ này em phải trích ra nha chị nhá. Có thể thu nhập của em nó cũng phải là em phải trích ra, chỉ có nghĩa em chỉ được xài dưới 10% thôi. Cái chị người thành công thì các chị biết rồi, khi mà họ xài vượt 10% cái số tiền họ thu, họ thu lại á, thì họ sẽ có cảm giác là họ tiêu xài hơn phí. Bởi nên là cái cảm giác mà tiêu xài nó vượt cái mức 10% á, là em có cái cảm giác là nó giống như là mình đang sắp nghèo đi vậy đó, mình đang sắp hết tiền vậy đó. Nên là không bao giờ em xài được. Có nghĩa là mình phải kiếm 100 triệu thì mình mới xài được 10 triệu, mình phải kiếm được 1 tỷ thì mình mới dám xài ở dưới 100 triệu. Thì đó là cái thói quen của những người thành công. Đó nên là những cái gì mà các anh chị thấy đây là toàn là những cái thứ mà em chỉ trích 10% ra để mình dám chi thôi. Đó nên có một số anh chị đừng có hiểu nhầm nữa ạ. Mình hiểu nhầm cái thấy theo á, bắt đầu cái gì đó cũng mua hàng sai, các anh chị mới kiếm được có 100 triệu, anh chị trích hết 100 triệu, các anh chị mua hết là xong nha, là lúc đó là các anh chị đổ lỗi cho em là xong luôn đó nha. Không có nha các anh chị ha, là anh chị chỉ được. Nên là gì ạ? Ở đây là nếu như mình kiếm 100 triệu, mình dùng 100 triệu mình mua hết những cái thứ này thì nó là cái chuyện mà ai cũng có thể làm được. Nhưng mà anh chị kiếm 100 triệu mà anh chị chỉ xài những cái thứ này mà nó chỉ nằm trong khoảng 10% cái thu nhập mà các anh chị kiếm lại thôi, thì đó mới là cái chuyện mà không ai làm, có nghĩa là số ít người làm được. Thì anh chị hãy hiểu vấn đề ha. Ở đây là điều đầu tiên, cái quy luật đầu tiên trong cuộc sống là anh chị phải nhớ một cái điều là nếu mà anh chị không theo đuổi những cái thứ anh chị mong muốn thì chắc chắn là anh chị không bao giờ có được cái điều mà anh chị muốn được. Nên là có một số anh chị cứ vỗ ngực xưng ta ơi, 6 tháng ta có 1 triệu đô, 6 tháng là có 1 triệu đô. Mà em thấy các anh chị suốt ngày, nhất là ngủ nè, ngủ nhiều nè. Thứ hai nữa là gì ạ? Lúc vui thì hành động, lúc không vui thì không hành động. Lúc cảm xúc lên cao thì học tập nghiêm túc, mà lúc mà thấy cảm xúc cái bắt đầu lười, bắt đầu không có chăm, bắt đầu là bỏ đi làm cái nọ làm cái kia. Vậy làm sao? Vậy thì câu hỏi đặt ra là anh chị có theo đuổi cái thứ mình muốn không? Theo đuổi có nghĩa là mình phải liên tục chạy theo nó, liên tục nghĩ về nó, liên tục có những cái hành động để tiến tới cái thứ mình theo đuổi, liên tục có những cái mục tiêu, những cái kế hoạch, những cái chiến lược để mình tiến tới cái đích mà mình muốn. Đằng này các chị cứ lúc nào cũng vỗ ngực, tôi là triệu phú đô la, tôi phải có 1 triệu đô trong 1-6 tháng. Các chị tưởng dễ hả? Các chị muốn thì các chị phải theo đuổi nó. Nhưng mà em nhìn cái hành động của các anh chị nè, em nhìn cái thói quen các anh chị là vào giấc sáng cũng không vào, đọc sách cũng không đặt, trả tiền cho mình trước cũng không trả, học tư duy và đầu tư để mang tiền đầu tư cũng không đầu tư. Vậy thì em hỏi các anh chị là vậy thì cái mục tiêu mà 1 triệu đô trong vòng 6 tháng nó xảy ra bằng cái cách nào, nó xảy ra bằng cái chỗ nào, có nghĩa là bằng cái con đường nào đó. Nên là các anh chị hãy hiểu vấn đề được không ạ? Các anh chị hiểu cái vấn đề chưa ạ? Rồi cái quy luật thứ hai đó là gì ạ? Bạn không hỏi á, thì câu trả lời nó luôn luôn là không. Câu trả lời nó luôn luôn là không nếu như bạn không hỏi. Có nghĩa là khi mà các anh chị gặp những cái trắc trở gì trong cuộc sống, hoặc là gặp một cái điều gì mà mình không biết á, thì anh chị không hỏi á, thì câu trả lời anh chị không bao giờ có. Nhưng mà giả sử như anh chị có thể đặt câu hỏi làm thế nào để mình có thể tập trung phát triển, mình làm thế nào để mà mình cái tài chính, cái thu nhập của mình tháng này nó phải đạt được 300 triệu lợi nhuận, và làm thế nào để mình có một cái vòng mông nó to trong cái tháng này, bây giờ mình phải làm thế nào. Cái câu hỏi mình đặt cái câu hỏi tự nhiên đó mình có câu trả lời. Nhưng mà bây giờ các anh chị không có đặt cái câu hỏi, anh chị cũng không có nghĩa anh chị không có biết cái cách nào để làm, anh chị cũng không có đặt câu hỏi luôn, anh chị không có tìm ra cái câu hỏi luôn mà không chịu đặt cái câu hỏi, thì cái câu trả lời nó mãi mãi là không. Hoặc là các anh chị đang thắc mắc một cái gì đó mà các anh chị cũng không đi hỏi ai đó, hoặc là anh chị cũng không có mạnh dạn đi hỏi cái người thành công hơn mình, thì mãi mãi câu trả lời nó sẽ là không. Thì khi mà anh chị không biết mình cần phải làm gì thì anh chị hành động cái gì đây, thì mình không biết cái gì để hành động. Nên là nó liên quan tới cái chỗ hành động, đó chính là anh chị phải luôn luôn liên tục đặt cho mình những cái câu hỏi để mình biết được mình cần, biết mình cần phải hành động cái gì, mình biết mình cần làm cái gì. Và rất là hay, bộ não các anh chị nó cực kỳ hay, đó chính là khi mà anh chị đặt câu hỏi thì nó sẽ dẫn lối cho các anh chị
có một câu trả lời. Có thể là nó bảo các anh chị sẽ đi hỏi ai đó ai đó, hoặc là nó sẽ tự mách bảo các anh chị qua những cái sự kiện, những cái con người, những cái biến cố gì xung quanh các anh chị. Và cái quy luật thứ ba đó chính là anh chị hãy nhớ ha, nếu như bạn không tiếp tục tiến lên phía trước á, thì bạn chỉ ở yên một chỗ thôi. Cái điều này rất là đơn giản ha, nói ra thì anh chị hiểu rồi. Nếu mà các anh chị không có tiến lên á, thì anh chị chỉ có việc dậm chân tại chỗ thôi. Nên là hãy luôn nhớ là ngày hôm nay chúng ta tốt hơn ngày hôm qua cái gì. Và ngày hôm nay, nên là em thường hay quan sát một số anh chị học đó, là em thường hay đặt những cái câu hỏi để em thường biết được rằng là 10 ngày sau khi các anh chị học Dung Sáng, 10 ngày trong Dung Sáng anh chị đã thu lượm được cái gì so với 10 ngày trước. Hoặc là em thường hay hỏi là 1 tháng vừa qua anh chị đã có được cái điều gì so với 1 tháng trước. Và 1 tháng vừa qua anh chị đã thấy mình phát triển hơn cái gì so với 1 tháng trước. 1 tháng vừa qua anh chị có tăng được ký nào không, anh chị có giảm được ký nào không, anh chị có trung hòa, có nghĩa là anh chị đã uống đủ nước chưa, hoặc là anh chị có một cái gì đó thay đổi trong cái cuộc sống của anh chị chưa. Đã thì nếu như anh chị không tiếp tục tiến lên phía trước thì anh chị sẽ ở một chỗ. Nên là những anh chị mà vô đại học nói là trời ơi em ơi chị học nhiều lắm nha, chị học chăm chỉ lắm nha, chị học nghiêm túc lắm nha, nhưng mà hỏi chị ơi 1 tháng vừa qua chị có cái gì mới chưa? Chưa em, chị cũng chưa thấy cái gì hết, chị vẫn thấy chị không có thay đổi được gì hết. Thì chính xác là anh chị không có tiếp tục tiến lên phía trước. Nên là ba cái điều này, ba cái quy luật trong cuộc sống, cái này các anh chị phải luôn nhớ. Nhớ để chúng ta biết mà chúng ta hành động, để chúng ta đạt đến cái mục tiêu của mình. Anh chị muốn đạt đến cái mục tiêu 30 ngày của mình thì anh chị phải luôn theo đuổi nó. Thứ hai nữa là anh chị phải luôn liên tục đặt những cái câu hỏi để chúng ta biết là chúng ta cần phải làm gì. Và cái thứ ba nữa là anh chị phải tiếp tục tiến lên phía trước thì anh chị mới tiến tới được cái mục tiêu của mình, được không ạ? Đây là ba cái quy luật liên tới cái nền tảng thành công là hành động. Hành động để tạo ra kết quả. Và anh chị còn phải có một cái hành động như này. Hành động như thế nào? Đó chính là anh chị phải hành động như thể đã đạt được rồi. Ghi vô các anh chị ơi, là anh chị hãy nhớ là mình luôn hành động như thể đã đạt được rồi. Hành động như thể đã đạt được rồi nghĩa là sao ạ? Là anh chị hành động với cái tâm thế là mình làm cái điều này là nó sẽ dẫn mình đến cái đích thành công. Có nghĩa là những cái việc mà anh chị hành động này á, là anh chị tin chắc, anh chị biết chắc đây là những cái hành động mà tiềm thức mách bảo mình làm. Và sau khi mình hoàn thành cái điều này thì nó sẽ dẫn lối cho mình đi đến cái thành công. Có thể là anh chị hành động cái việc này nó chưa tới cái đích, nhưng mà có thể nó cho anh chị một cái bài học, một cái minh triết gì đó để anh chị quẹo ra cái lối bên phải để anh chị tiến tới cái đích. Anh chị hiểu mà. Nên là anh chị phải nhớ là chúng ta luôn luôn có cái suy nghĩ là hành động như thể đã đạt được rồi. Và cái việc mà các anh chị, ví dụ như hàng ngày em theo có những cái hành động như em theo đọc sách, em theo phát triển tư duy, em theo chia sẻ những cái nền tảng thành công, và đôi lúc có những cái tiềm thức nó mách bảo mình làm. Theo ví dụ như là đầu tháng em theo ra quyết định là mình phải có một cái vòng mâm nó to ở trong cái tháng này, là nó to lên được là 4 cm và nó to hai bên, không ạ? Và nó phải đạt cái tiêu chuẩn là nó phải lên được là 85 cm vòng mâm, đúng không các anh chị? Thì sao ạ? Thì có một cái điều tuyệt vời là gì ạ? Có điều tuyệt vời là tiềm thức mách bảo cho em theo là phải ăn uống cái chế độ dinh dưỡng như thế này nè, phải ăn uống cái chế độ dinh dưỡng như thế này nè. Và thứ hai nữa là tiềm thức mách bảo cho em là phải tập luyện cái bài tập này nè, là cuối tháng tự nhiên sẽ đạt được kết quả này. Thì cái lúc mà em theo hành động á, cái việc mà em theo ngồi, em theo chỉ cái việc là nghe theo tiềm thức, và cái việc mà em theo hành động là em theo ăn uống đúng giờ và ăn đúng cái công thức mà tiềm thức đã mách bảo em ăn, ăn đúng cái đồ ăn mà tiềm thức đã bảo em ăn. Và mỗi khi mà em ăn đó mà em không chịu ăn đó là em theo nhớ lại tiềm thức đã bảo là ăn đi để có cái vòng mong, phải có cái quả đó, nên là gán ăn. Có những cái thứ mà mình chưa có quen ăn á, thì mình phải gán mình ăn, mình tập quen mà, em theo phải tập quen mình gán mình ăn. Thứ hai nữa là tập vận động cái bài tập đó để cho mình có được cái vòng mong. Thì đôi lúc mình không có chịu được, mình không có ấy được, nhưng mà mình biết rằng là chỉ cần mình làm đúng cái này thôi là mình có kết quả, là mình có được cái vòng mong đúng như mình mong muốn. Bởi vì tiềm thức đã chỉ lâu và mách bảo mình rồi, nên là chắc chắn là mình làm đúng thôi là một tháng sau là mình có kết quả.
Thì anh chị phải hiểu một điều là đó là cái việc là chúng ta hành động như thể đã đạt được rồi, như thể là em thấy chắc được luôn, em thấy chắc luôn á, chỉ cần em làm đúng cái đó thôi là em thấy chắc luôn, em thấy một cái vòng mông nó to nó tròn luôn rồi, trước mắt em luôn, nó hiện ra trước mắt em luôn. Thì cái đó người ta gọi là chúng ta hành động như thể chúng ta đã đạt được rồi. Và anh chị hãy luôn nhớ, để mà hành động như thể đạt được rồi là trước khi anh chị hành động, anh chị phải có một cái bước là hình dung tưởng tượng. Trước khi mà em bước có nghĩa là nhúng tay vào cái việc là kiến tạo cho mình một cái vòng mâm nó to tròn, thì em đã thấy trước được cái kết quả luôn rồi. Hoặc là có những cái mục tiêu, 33 mục tiêu là mỗi tháng, có nhiều khi em đặt mục tiêu là 500 triệu, 1 tỷ. Em không nói ở đây, tại vì em nói ở đây các anh chị sẽ nghĩ là nó không có đúng. Nhưng mà em đã từng có nghĩa là những cái mục tiêu nó rất là cao và em đã đạt được hết tất cả. Nên là nhiều khi em đặt mục tiêu ra các anh chị, em vẫn tự tin, em vẫn tin rằng là chỉ cần em giao cho tiềm thức thì tiềm thức sẽ mách bảo em theo làm đúng. Và chỉ cần em làm đúng theo những thứ tiềm thức mách bảo là em đạt được thôi ạ. Chỉ cần mà tiềm thức bảo em làm gì, em phải làm chính xác, em phải hoàn thành cho nó chính xác. Bởi vì khi mà mình làm đúng á, thì cuối tháng mình chắc chắn mình đạt được kết quả. Bởi vì em đã thấy trước được cái kết quả, em hành động như thể mình đã đạt được rồi. Và trong bất kỳ cái hành động nào, giả sử trước khi mà các anh chị đi ra khỏi nhà, anh chị đến một cái nơi nào đó, thì anh chị phải hình dung tưởng tượng trước cái địa điểm, cái nơi mà các anh chị đã có mặt. Sau đó các anh chị bắt đầu đi, thì người ta gọi là hành động như thể đã đạt được rồi. Còn cái kiểu mà các anh chị cứ hả ban ra, các anh chị hành động, các anh chị cứ làm mọi thứ theo cái kiểu là bản năng á, cứ nghe thấy cái gì đó là chạy tới làm mà không hề có một cái sự suy tính, không hề có một cái sự hình dung, không hề ra quyết định trước những cái thứ mình mong muốn. Ở đây là khi mà các anh chị cứ hành động theo cái bản năng của mình, theo cứ thấy là hành động, cứ thấy là hành động, liên tục hành động. Nhưng mà anh chị lại quen đi một cái bước, đó chính là cái bước hình dung trước. Thì anh chị hành động theo kiểu đó là cái kết quả anh chị có thấy trước được không? Thứ nhất là anh chị chưa thấy trước được cái kết quả, nên là cái việc hành động của các anh chị đó lỡ sử như nó không mang lại, nó không giúp ích cho các anh chị thì sao? Nó không giúp cho các anh chị đạt được cái điều các anh chị muốn thì sao? Nên là người ta gọi hành động đó không phải là khôn ngoan. Còn hành động như thể đã đạt được rồi là hành động khôn ngoan. Bởi vì anh chị biết chắc khi mình làm cái điều này là giúp cho các anh chị tiến tới cái đích, là anh chị sẽ tiết kiệm được khá là nhiều thời gian, và tiết kiệm được và thấy trước luôn là mình đi tới cái kết quả cực kỳ dễ dàng. Chứ còn ở đây anh chị bỏ cái thói quen mà hành động theo cái kiểu mà thói quen đi các anh chị. Mà chúng ta phải nhớ là trước khi làm một việc gì đó, hãy giờ hình dung tưởng tượng cái kết quả anh chị mong muốn. Cái này người ta gọi là hành động như thể đã đạt được rồi, thì tất cả mọi việc nó sẽ diễn ra theo ý anh chị muốn. Anh chị muốn nha, em hỏi các anh chị nè, anh chị muốn là cái việc mà sắp tới anh chị làm đó, nó sẽ diễn ra theo ý anh chị muốn, hay là anh chị muốn rằng là cái việc sắp tới anh chị làm đó, nó có thể là nó sai chỗ nào đó, hoặc là nó chặt cái chỗ nào đó, hoặc là nó sẽ lao đao lão chảo chỗ nào đó. Ví dụ như trước khi mà anh chị đi ra ký hợp đồng, hoặc là bàn tán với một cái đối tác nào đó, anh chị muốn là cái đối tác đó sẽ đúng, anh chị muốn là cái cuộc ký kết đó, cái cuộc họp đó nó sẽ diễn ra đúng theo cái anh chị muốn, hay là anh chị muốn là nó sẽ không diễn ra theo ý anh chị muốn. Vậy thì để cái cuộc họp đó, cái cuộc ký kết đó nó diễn theo đúng anh chị muốn, anh chị phải có một cái thủ tục, đó chính là hình dung tưởng tượng trước, và sau đó anh chị ra anh chị hành động thì chắc chắn nó sẽ diễn ra như anh chị muốn thôi, được không ạ? Rồi nên cái điều này rất là quan trọng nha, anh chị hãy nhớ liên tục hành động như thể đã đạt được rồi, và hình dung tưởng tượng trước khi hành động. Đối với anh chị nào mà làm được cái điều này thì em tin chắc là cuộc đời các anh chị là chỉ có toàn là mẫu hường, và cái cuộc sống này nó rất là vui, em thấy vui lắm các anh chị. Ví dụ đơn giản là bây giờ mình thử thách bản thân. Bây giờ mình sẽ tới mình gặp cái người đó, đúng không ạ? Mình sẽ nói chuyện với cái chị đó. Và giống như giả sử bây giờ các anh chị đi đòi nợ đi, các anh chị muốn là cái bạn của các anh chị đó trả cho các anh chị 50 triệu, giả sử vậy đó. Em chỉ muốn cái người bạn đó thì trả cho các anh chị là 50 triệu. Bây giờ tới anh chị cứ xía cho mặt ta đòi, ê đó nghe nè, mày chị mà trả cho tao 50 triệu, mà mày muốn tao 50 triệu mà không chịu trả, trả ngay, trả chất không trả là tôi xử mẹ, tôi sẽ kêu gia giao hội tới xử mẹ đó. Cái việc đó anh chị làm vậy thì nó cũng thoải mái, biết đâu cũng không biết chắc được cái người đó có trả tiền nha các anh chị không,
Nhưng mà các anh chị trước khi các anh chị đi đi đòi nợ hoặc đi đi biểu ta trả tiền đúng không, ngồi chúng ta hình dung là bây giờ mình bước qua cái mình mới nói vài câu là chị ơi à cái tiền ấy, xong cái là cái người bạn tự nhiên trong sách 50 triệu ra đưa luôn, sách luôn 50 triệu ra đưa cho mình và mình trời ơi mừng quá đem 50 triệu về. Xong bắt đầu đi đi qua có khi vừa các anh chị vừa tới nơi là thấy mặt các anh chị đưa luôn 50, hoặc là các anh chị qua nói là chị ơi em thấy em rất là vui và em rất là hạnh phúc và em rất là biết ơn bởi vì là chị là một trong những cái số người mà uy tín nhất trong tất cả số người mà em gặp, nên là em cái việc mà chị mượn em 50 triệu nó thật cái chị là em không có cần phải lo lắng gì hết, có nghĩa là em biết chắc luôn là tới cái ngày đó là chị đem tiền trả em mà. Nên là hôm nay em qua là em cũng hỏi kiểu như qua giao lưu, ví dụ như lâu lâu em cũng không gặp chị nên em qua em chơi chị bữa, em thấy là lâu 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 thăm chị chút, nên là nhưng mà cái việc mà 50 triệu là em biết chắc luôn, có nghĩa là cái ngày mà chị hứa với em là em thấy trước luôn là cái ngày đó là trả em luôn đó. Đó qua nói vậy đó xong rồi về, xong rồi là tự nhiên cái là tới cái ngày đó là anh chị có tiền thôi, anh chị hiểu không? Là cái đó là gọi là hành động như thể đã đạt được rồi, cái lúc mà mình tới mình đòi tiền như thể là cái người đó là sắp đưa tiền cho mình luôn. Em đây là một trong những cái ví dụ, em ví dụ thôi nha, còn lại là nó có nhiều cái ví dụ lắm nhưng mà bây giờ không thể kể cái gì hết đây được. Thì các anh chị có nghĩa là mỗi một ngày trôi qua của các anh chị đó là mỗi cái cuộc chơi, em xem nó giống như là một cái cuộc chơi chơi với tiềm thức, có nghĩa là em sẽ hình dung tưởng tượng coi như là em có nói chuyện nhiều cái tiềm thức nên tuyệt vời hay không. Ví dụ như trước khi mà em hành động cái việc đó em sẽ hình dung trước, nếu như mà em hành động mà nó đúng như cái của em hình dung, trời ơi tuyệt vời, vi diệu, tiềm thức vi diệu, coi như là cái cuộc mà đối thoại đó của em với tiềm thức là thành công, tiềm thức cảm nhận được em. Nhưng mà giả sử như cái trước khi em hành động cái việc đó em cũng hình dung, nhưng mà khi mà em ra em hành động mà nó không đúng như cái chuyện mà em hình dung thì em có thể em đặt hỏi ồ vậy là hồi nãy giờ là nói mà tiềm thức không hiểu đúng không, hồi nãy giờ mình nói cái đó mà các bạn không hiểu đúng không, không hiểu nên nó mới cho kết quả vậy đúng không. Nhưng mà ví dụ như mình sẽ, đó là cái cuộc chơi giữa anh chị với tiềm thức, anh chị sẽ xem thử rằng là tiềm thức có hiểu cho anh chị không, cái độ giao tiếp giữa anh chị với tiềm thức á nó bao nhiêu, cái độ mà anh chị với tiềm thức á cái sự giữa cái việc mà trao đổi và nói chuyện giữa anh chị với tiềm thức á nó kiểu như nó hòa hợp được bao nhiêu. Thì đó là cái cuộc chơi hàng ngày, đó là cái cuộc chơi để cho các anh chị tập quen mình chơi. Ví dụ như trước khi mình làm cái việc gì đó mình sẽ nói chuyện với tiềm thức trước, sau đó các anh chị hãy làm được không ạ? Rồi và một cái hành động anh chị phải nhớ là chúng ta có một số người nói là hành động, nhưng mà bạn hay ví dụ như có một số anh chị sẽ có một cái suy nghĩ là chậm mà chắc nha cưng, ý nó nghe là làm cái gì cũng phải chậm mà chắc, cái gì cũng phải từ từ, cũng phải chắc chắn và làm cái gì cũng phải chậm mà chắc nha. Nhưng mà những người thành công, những người tài phiệt có họ có một cái tư duy khác anh chị, là nhanh nhưng mà phải chính xác, nhanh nhưng mà chính xác, có nghĩa là bạn có cái cách nào mà bạn làm nhanh lên nhưng mà cái mức làm của bạn nó phải chính xác giùm cho tôi, anh chị hiểu không ạ? Anh dung lượng mà đó là một cái suy nghĩ đặc biệt và suy nghĩ sau thì nó sẽ có kết quả như vậy ha các anh chị nhé. Rồi đó là nói về cái nền tảng về hành động, nó rất là quan trọng các anh chị, vì cái việc mà hình dung với hành động nó là cái những cái thứ khá là quan trọng, nên là em sẽ dành tặng cho các anh chị ha, em sẽ có thời gian làm cho các anh chị hai cái video nói về hai cái phần này và hy vọng là các anh chị sẽ hiểu hơn. Và nếu được thì các anh chị có thể vào chương trình Zoom vào buổi sáng để chúng ta có những cái phần trải nghiệm và em theo luôn liên tục nhắc nhở các anh chị ra quyết định trước khi hành động thì các anh chị sẽ có một cái thói quen. Yes. Rồi một cái nền tảng thành công tiếp theo đó chính là số 10 là anh chị hãy luôn dựa vào cái thành công, hãy luôn dựa vào thành công. Dựa vào thành công có nghĩa là sao ạ? Tựa lưng dựa. Dựa vào thành công có nghĩa là những cái thành công mà anh chị có được á, anh chị hãy xem như là những cái thành công mà anh chị đạt được. Ví dụ như hồi nãy em theo có kể các anh chị là hàng ngày em thường hay có một cái cuộc chơi với tiềm thức, là em rủ, có nghĩa là em sẽ nói chuyện với tiềm thức trước. Bây giờ á, là chị tính làm này nè, và bây giờ thì chị tính đi lên công ty, và chị muốn là bây giờ chị đi công ty là an toàn thông thoáng và 30 phút nữa là chị có mặt. Rồi 30 phút là chị có mặt và chị tới nơi là mọi người là chào chị và hào hứng và vui vẻ hạnh phúc với chị. Rồi em ha, cái đó là cái mong muốn của chị nha. Rồi cái bắt đầu là các anh chị đi
cái là tiềm thức nó cho cái chị đúng y như cái điều đó luôn. Thì có phải đây là một cái thành công không ạ? Đây là một cái thành công. Và cái việc anh chị làm một việc nó cũng là cách anh chị làm mọi việc thôi. Và đây anh chị hãy giữ cái thành công này lại, anh chị giữ cái thành công này lại, ghi nhận cái thành công này lại, ghi chép vô sổ, nhớ ha. Ok, tuyệt vời. Và ngày hôm nay nó chúc các chị được thành công. Và có nghĩa là thành công trong một việc thì sẽ thành công những cái việc tới. Cái bắt đầu các anh chị là tiếp tục, à trong cái tháng này là chị muốn là 300 triệu là nhận nha, hiểu không? Cái là bắt đầu là các anh chị cũng chơi với tiềm thức, anh chị cũng nói chuyện với tiềm thức. Và nếu như trong cái tháng đó anh chị đạt được đúng y 300 triệu lợi nhuận luôn, thì các anh chị phải sao ạ? Ôi quá tuyệt vời luôn, không thể tưởng tượng được, không thể đồng hồ tưởng tượng được luôn, là trời trời, không có tưởng tượng là tiềm thức có hiểu mình luôn ta. Trời, mình nói vậy luôn mà nó cũng hiểu luôn, cho đúng y luôn các anh chị, không thể nào tưởng tượng mà nó có nghĩa là đầu tháng em không có biết là làm cách nào luôn á, mà cuối tháng tự nhiên cho đúng y luôn, trời vô cùng bất ngờ luôn. Trời, tiềm thức đâu vi diệu chứ ta. Thì vậy là tiềm thức có hiểu mình. Thế tiềm thức có hiểu mình nha, tiềm thức nghe mình nói nha. Ok, mình sẽ ghi nhận thành công lại, ghi nhận lại các anh chị, ghi nhận lại. Cái là tháng sau anh chị gấp đôi cái thu nhập lên. Và các anh chị nếu mà cái tiếng nói nhỏ bên trong nó nói là không, chắc không có làm được đâu, không có làm nổi đâu, anh chị hãy nhớ, tiềm thức đã làm giúp cho các anh chị rất là nhiều thành công rồi, thì chắc chắn cái thành công này nó cũng làm được thôi. Không có cái chuyện gì hết, hãy cứ liên tục dựa vào những cái thành công. Anh chị hãy xem như những cái thành công trước nó là đòn bẩy, nó là cái thức ăn cho những cái thành công phía sau. Và hãy luôn luôn ghi nhận và kiểm và nốt lại những cái thành công đó. Anh chị đừng có bỏ phí những cái thành công đó, bởi vì cái thành công đó nó là cái niềm tin, là cái nền tảng, là thức ăn cho những cái thành công sau. Nếu như anh chị phí phạm, anh chị không ghi lại, anh chị dục đi, anh chị bỏ đi, thì cái thành công đó anh chị sẽ không có nhớ đâu, anh chị không có nhớ được, và anh chị bị thiếu thức ăn cho những cái thành công phía sau. Rồi, nên anh chị hãy luôn dựa vào những cái thành công phía trước. Và cái nền tảng số 11 các anh chị, là chúng ta hãy luôn ha, trên con đường tiến đến thành công, thì anh chị hãy luôn nhớ là anh chị hãy trải nghiệm những cái nỗi sợ hãi và hành động trong mọi trường hợp. Anh chị phải làm được một cái việc, đó chính là anh chị luôn, anh chị hãy nhớ là anh chị trải nghiệm với những cái nỗi sợ hãi đó. Và anh chị phải có được cái thói quen này, có nghĩa là anh chị phải sống được cái điều này, là mình hãy xem những cái nỗi sợ hãi nó giống như là một cái thử thách, một cái người bạn để mà chúng ta trải nghiệm với nó. Có nghĩa là cái cảm giác của cái việc sợ hãi là nó hơi hơi cái gì đó, nó không có được tự tin, nó chỉ là một cái cảm giác thôi các anh chị. Có nghĩa là cái việc mà các anh chị tiến đến cái thành công của các anh chị bằng cái, nếu như các anh chị không sợ đó, thì cái cảm giác nó là bình thường, cái cảm giác nó là hưng phấn, cái cảm giác nó là thích thú. Nhưng mình giả sử nếu mà các anh chị sợ á, thì các anh chị chẳng qua là các anh chị hành động với cái cảm giác là nó hơi bồn chồn, nó hơi lo lắng, nó hơi không có thỏa mãn một chút. Nó chỉ vậy thôi chứ nó không có khác nhau gì cả. Anh chị hình dung được không ạ? Ở đây là có một cái câu, nó chính là trải nghiệm. Trải nghiệm là chúng ta sẽ trải qua cái sự việc đó, chúng ta cho cái cơ thể mình nó lăn qua cái sự việc đó, nó lăn qua cái cảm xúc đó, nó sống với cảm xúc đó, và nó giao lưu với cảm xúc đó. Nên là em Theo có một cái điều là có rất là nhiều thứ em Theo sợ các anh chị. Cái gì em, nói chung là không phải em Theo không sợ gì đâu, mà cái gì em cũng sợ. Nhưng mà có một cái điều tuyệt vời đối với em là sợ thì sợ, nhưng mà làm thì làm. Có nghĩa là cái điều gì mà làm mà khiến cho em Theo thành công là em Theo làm. Mặc dù bên trong em có sợ, em biết là sợ đó, nhưng mà không bao giờ em sợ em dừng lại, mà là sợ nhưng mà em thấy ồ, nếu mà mình làm cái này cũng tốt cho mình mà, giúp cho mình thành công đó. Nếu mà mình vượt qua được cái điều này là sẽ giúp cho mình có một cái khả năng, đó chính là giỏi hơn người ta. Có được một cái khả năng, đó chính là người khác sẽ ngưỡng mộ mình, người khác sẽ ngưỡng mộ mình nè, sẽ coi trọng mình nè. Ok, mình chơi. Đó, nên là em không có, có nghĩa là sợ lắm các anh chị. Không có gì em sợ đâu. Mà em nhớ có một cái đợt là, cụ thể là vừa rồi là có một cái đợt mà em đi chơi trong Phú Quốc với những người bạn của em á. Thì có những cái trò chơi là cảm giác mạnh á các anh chị, nó quay quay leo lên, nó quay vòng vòng nè. Mà cái gì mà quay vòng vòng mà ấy là em sợ lắm, sợ té rồi, sợ đủ trò, sợ trong mặt rồi, nó giống mà đủ lắm. Nhưng mà những người bạn cứ rủ thì em thấy là bây giờ mà mình từ chối, mình ở dưới, còn người ta đi chơi thì cái cảm giác mà sợ đó, cái cảm giác mà phiêu phiêu đó là mình không có được. Mà người ta có mà mình không có thì nó kỳ lắm. Đó nên là em rất là sợ luôn. Sợ thì sợ, nhưng mà nếu như em thấy được là nếu như cái việc mà dừng lại á, là nó bất lợi so với cái việc là tham gia, thì không bao giờ em thấy dừng lại, em sẽ chọn là tham gia. Còn cái cảm giác sợ là để qua một bên đó.
Nên là sợ thì sợ, mà chơi thì chơi, sợ thì sợ, mà hành động thì hành động. Cái cảm giác đó nó không có ảnh hưởng tới em. Mà cái thứ mà để quyết định cái hành động của em là sau khi mình hành động cái việc đó, nó sẽ giúp cho mình được cái điều gì, nó sẽ làm cho em đạt được cái điều gì và làm cho em được cái gì. Còn cái cảm giác sợ hay là hưng phấn, thích thú hay là bồn chồn của em không quan tâm. Cái thứ em quan tâm là sau khi mình làm cái việc đó, mình sẽ được cái gì, mình sẽ có lợi gì và nó giúp cho mình thành công cái gì. Còn sợ hay không sợ, vui, phấn khích là không cần biết. Có nghĩa là cái yếu tố này nó không có tác động đến cái chuyện mà hành động hay không hành động. Anh chị hiểu không ạ? Bởi vì cảm xúc nó chỉ là mãi là cảm xúc thôi. Cảm xúc nó chỉ là cảm xúc thôi. Còn cái thứ mình cần đó chính là cái kết quả thành công. Cái thứ mình cần là cái thứ mà tiền, tài sản, sự giàu có, rồi sự phát triển, rồi sự nói chung là cái sự thành công của mình. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái cảm xúc thì nó chỉ là cái cảm xúc tạm thời thôi. Nó không có gắn bó mình, nó cũng không làm cho mình đau đớn, nó cũng không làm cho mình ngủng, nó cũng không có làm cho mình không có đồ ăn. Mà cái thứ mà không có đồ ăn đó là cái thứ thành công đó. Cái thứ tiền đó, nó mới làm cho là không có tiền là bị đói á, là không có đồ ăn á, nó không có dinh dưỡng để uống nè. Cái đây mới là cái thứ em sợ nè. Còn cái cảm xúc á là nó chỉ là cái cảm xúc thôi. Cái việc mà các anh chị sợ cái thứ đó, nó không giúp cho các anh chị ngủng, nó không giúp cho anh chị đau đớn, nó không giúp cho anh chị, nó không có làm cho các anh chị phải bị cái gì đó nghi gớm đâu. Nên thôi cứ kể đi, cứ sợ. Còn cái thứ mà lớp cho chúng ta là không có tiền á, cái thứ không có tiền mới là cái thứ mà em sợ nhất trên cuộc đời này. Còn mọi cái nỗi sợ kia nó đều nằm sau cái thứ sợ là không có tiền, sợ chứ là không có dinh dưỡng để uống. Tại vì không có dinh dưỡng uống là không có đẹp, mà sống trên cuộc đời mà không đẹp là không chịu được. Là phụ nữ sinh ra mà không đẹp không được các anh chị. Mà mình còn sống tới một trăm mấy tuổi nữa, một trăm mấy tuổi mà sống không khỏe mạnh, suốt ngày cứ đi vô công viên rồi nghe cái ông bác sĩ nói là phải cử cái nọ cử cái kia rồi cái này kia, em không chịu, em chịu được. Nên là cái thứ em sợ nhất là không có tiền uống dinh dưỡng, là cái đó mới là sợ. Không có tiền ăn sao mặc đẹp, cái đó mới thứ là em sợ. Không có tiền để mà phụng dưỡng cho mẹ, cái đó mới là em cứ sợ. Còn mấy cái sợ kia không có nhầm nhỏ, mấy cái sợ đó nó không làm cho mình không có làm cho mình đau đớn gì đâu các anh chị. Và cái số 2 nữa, nên là chúng ta phải luôn trải nghiệm với những nỗi sợ. Tại vì nỗi sợ nó chỉ là cái nỗi sợ, nó chỉ tồn tại trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Có những thứ anh chị rất là sợ, nhưng mà đối với em thấy nó bình thường, thì chứng tỏ là nỗi sợ đó nó chỉ tồn tại trong cái đầu các anh chị thôi, nó chỉ nằm ở đây thôi, chứ nó không có nằm với em, hoặc là nó không có nằm với những người khác. Tại đây có những thứ anh chị rất là sợ, em đâu có sợ đâu. Vậy thì chứng tỏ nó chỉ nằm ở trong não các anh chị thôi. Nên là chúng ta phải trải nghiệm với nó. Chúng ta phải trải nghiệm với nó. Vì những cái kết quả thành công phía đằng sau thì chúng ta phải trải nghiệm với nó. Và cái điều thứ hai đó chính là anh chị phải luôn hành động trong mọi trường hợp. Hành động trong mọi trường hợp là gì? Nếu như cái kết quả thành công của các anh chị, cái mục đích tài chính cuối tháng các anh chị nó quan trọng với các anh chị, là anh chị phải hành động trong mọi trường hợp. Có một số em thấy có một số anh chị rất là vui vậy nè. Đang học tập phát triển ok đúng không ạ? Cái tự nhiên có một cái chuyện trong gia đình, có một chuyện ví dụ như dạo này là gia đình chị thấy không ai, họ không thích gì học em. Tự nhiên cái chồng chị không có thích gì học, bắt đầu là cư xử thái độ với chị nhiều quá. Nên là chị theo chị nghĩ là chị sẽ tạm thời nghỉ học một tháng. Chị xin phép em là chị tạm thời nghỉ học một tháng để mà chị ổn định làm chồng của chị cho ổng thoải mái cái đó. Rồi sau đó chị quay lại chị học với em. Chứ bây giờ là nếu mà chị học với em tiếp là ổng không thoải mái. Cái gì vậy các anh chị? Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái thành công của các anh chị, cái mục tiêu cuối tháng các anh chị đó nó đang ở đâu, nó quan trọng ở cái mức nào vậy? Mà các anh chị mất đó là vũ trụ đang thử thách các anh chị thôi. Thử thách xem thử là cái 300 triệu cái tiền lợi nhuận cuối tháng mà mày xin tao á, có nghĩa là mày sáng sớm mày là tuyên bố vũ trụ mày xin tao là ba cái tiền lợi nhuận cuối tháng đó đó. Tôi chỉ mới gửi cho mày một cái thử thách xem thử là cái thật sự quan trọng với mày hay không. Là vũ trụ chỉ mới vừa gửi cho các chị một cái thử thách xem thử là cái mục tiêu đó nó có thực sự là anh chị có gọi là hết mình với nó không? Có gọi là nó quan trọng tới mức mà anh chị phải dành hết tâm huyết với nó không? Mà nó mới có thử thách cái chút xíu các anh chị bỏ cuộc. Cái thử thách có chút xíu thôi là làm cho ông chồng của các anh chị không có thỏa mãn một tí thôi.
là các chị đã bắt đầu các anh chị dừng rồi. Tại sao các anh chị không chọn là chồng của mình vừa thoải mái và mình vẫn học tập tiếp? Tại sao anh chị phải chọn là mình vẫn tiếp tục phát triển nhưng mà người chồng của mình phải thoải mái lên? Chứ tại sao các anh chị lại chọn cái cách là mình phải dừng lại cái này để mình khôi phục cái người chồng của mình? Không có các anh chị. Anh chị hiểu vấn đề em nói không? Đây nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Nhưng mà anh chị hãy luôn nhớ một điều là dù trong cái con đường, trên con đường đi đến thành công của các anh chị, có bất kỳ cái chuyện gì nó không thoải mái, thì anh chị cũng phải ưu tiên cái thành công của mình nó trên hàng đầu. Và cái đó không có không được. Tại vì thành công nó liên quan tới tài chính, nó liên quan tới sức khỏe, nó liên quan tới những cái việc mà anh chị sống nó thành công lên. Nó là cái ưu tiên hàng đầu. Và anh chị phải chọn cả hai, cả ba, có nghĩa là mình vừa thành công được mà những cái điều xung quanh của mình, có nghĩa là cái cảm giác không thoải mái đó, những cái sự việc mà nó biến cố trong cuộc đời các anh chị, nó làm các anh chị không thoải mái đó, nó cũng phải ổn định lại, nó cũng phải sắp xếp theo một trật tự linh thiêng và anh chị vẫn thành công. Có nghĩa là hai cái nó song song. Cái việc mà mình theo đuổi cái thành công của mình, nó là cái chuyện mà anh chị phải theo đuổi. Còn cái chuyện mà anh chị không khỏe nè, hoặc là anh chị hơi có trục trặc trong gia đình, có một số chuyện trục trặc nè, hoặc là nó có một số cái biến cố xảy ra, thì cái đó nó không ảnh hưởng tới cái con đường này. Hai cái nó vẫn phát triển. Biến cố phải thay đổi và vẫn phải tập trung vô thành công. Tâm trí vẫn để vô đây nhưng mà vẫn xử lý được mấy cái chuyện này, chứ không phải là có chuyện quá cái chút xíu anh chị bỏ thành công, cái bao nhiêu cái thành công của mình chị ném nó qua một bên. Rồi khi mà anh chị giải quyết xong cái này rồi, cái thành công cái anh chị để đâu? Ở đây là khi mà ví dụ như lâu lâu đang học cái tự nhiên gọi điện, alo chị ơi sao dạo này không thấy chị vào Zoom sáng, cái bắt đầu nghe than nè, em ơi chị thật sự rất thích vào Zoom sáng nhưng mà chồng của chị tự nhiên dạo này không thích cho chị vô nữa. Rồi em biết không, mỗi khi mà chị vào Zoom sáng con chị nó cứ quấy chị, rồi nó không cho chị vô, rồi nó cứ khóc đầu nọ nó khóc đầu kia, chị cảm thấy là thôi chị sẽ cố gắng ổn định cái cuộc sống cái đã rồi chị hãy học tiếp nha em. Hoặc là anh chị sẽ nói là chị cảm thấy là áp lực quá, chị cảm thấy là cái việc mà thành công nó áp lực quá, để chị ổn định lại cái cuộc sống một tí sau đó là chị lại tiếp tục học nha em. Anh chị thấy quen không? Vậy hỏi các chị, anh chị thấy quen không? Vậy thì em hỏi các chị là anh chị có xứng đáng thành công không? Cái việc mà trở thành thành công của các anh chị nó giống như là một cái trò chơi, anh chị xem như một trò chơi vậy đó. Được thì mình làm, được thì mình đi, mà thấy nó không được là dừng. Thấy mà cảm thấy ok thì đi. Thấy ai rủ, ê anh chị ơi vô học live stream, học là cuối tháng sẽ đạt được thành công, sẽ có được mục tiêu, đạt được mục tiêu của mình, đạt được tài chính của mình, thu nhập các anh chị sẽ gấp đôi lên. Ok, cái là các anh chị đi, giống như anh chị tưởng như là rủ đi xem phim vậy hả? Ví dụ như rủ đi xem phim, cái các anh chị cũng ok đi, xong cái tự nhiên tới giờ, chuẩn bị tới giờ phim chiếu rồi. Ê, alo, chắc chị không đi nữa đâu nha. Tại vì là con của chị tự nhiên nó không cho chị đi nữa, nó khóc quá trời, chắc chị không đi nữa đâu nha. Cái kiểu các anh chị vậy đó, đi học phát triển thành công mà các anh chị cũng xem nó kiểu vậy đó. Ví dụ thấy mình nó thuận tiện á, thì các anh chị học, thấy thuận tiện là các anh chị phát triển. Còn thấy không thuận tiện là các anh chị dừng lại. Ở đâu có cái chuyện kỳ vậy các anh chị? Thành công nó là một cái hành trình và nó là một cái đích mà các anh chị phải đạt được. Và dù á các anh chị có thoải mái hay không thoải mái, các anh chị cũng phải đi cái con đường đó, anh chị cũng phải tiến tới cái đích thành công của mình. Bởi vì không thành công được á là anh chị có sống trọn vẹn được không? Anh chị không có tiền á, thử anh chị có tiếp tục sống được hay không? Đó nên là anh chị hãy luôn nhớ, cái đích thành công của mình nó là cái thứ gắn liền với mình. Nó là cái thứ gắn liền với mình. Nó như là hơi thở của mình, nó như là da thịt của mình, nó như là chân tay của mình. Nếu mà anh chị bỏ nó ra, cuộc đời các anh chị sẽ không có yên ổn được. Như vậy các anh chị mới xứng đáng thành công. Đây là người ta mới gọi là gì ạ? Phải luôn hành động trong mọi trường hợp. Và em thấy những anh chị mắc cười lắm nha. Từ nay về sau đừng có như vậy nữa nha các anh chị. Ở đây là dù trong cuộc sống các anh chị có cái chuyện gì, anh chị phải nhớ, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng. Dù anh chị có tiếp tục học tập, có tiếp tục phát triển hay không thì cái chuyện đó nó cũng phải xảy ra như vậy và nó cũng sẽ sắp xếp trong một trật tự linh thiêng. Dù anh chị có học tập tiếp thì cái chuyện đó nó cũng sẽ sắp xếp trong một trật tự linh thiêng. Dù anh chị có dừng lại thì nó cũng sắp xếp trong một trật tự linh thiêng. Vậy sao không chọn là tiếp tục học tập, phải tiếp tục phát triển, tiếp tục thành công, mà anh chị phải chọn là phải ngưng cái thành công của mình rồi mới tiếp tục phát triển? Anh chị hiểu em nói không ạ?
nên đây là chưa bao giờ có cái, trong cuộc sống của em thì nó cũng sẽ có những cái chuyện nọ chuyện kia chứ làm sao mà nó không xảy ra được. Nó cũng phải có những cái chuyện mà mình trong quá khứ mình đã ra quyết định nó chưa hoàn hảo, hoặc là có những cái chuyện mà nó phải, nó những cái biến cố nó phải xảy ra để nó đưa mình lên cái tầng cao hơn. Thì không thể em lấy cái lý do là xin thưa với các anh chị em sẽ không livestream một khoảng thời gian, và em sẽ ngừng hỗ trợ các anh chị một khoảng thời gian, và em phải dành thời gian, em đang cần một số thời gian để mà ổn định cuộc sống, em đang cần một số thời gian để giải quyết chuyện gia đình, sau khi mọi thứ ổn định em sẽ quay trở lại em hỗ trợ các anh chị nha. Giả sử em làm cái chuyện đó và em kéo dài một tháng trời, một tháng trời em quay trở lại theo anh chị, là anh chị có còn ở bên cái em không, anh chị có còn cần em xuất hiện nữa không, hay là anh chị đi tìm cái người khác rồi. Anh chị hiểu vấn đề đó không ạ? Đó, nên là anh chị hãy luôn nhớ, chúng ta phải luôn trải nghiệm với những nỗi sợ và hãy luôn hành động trong mọi trường hợp. Hành động trong mọi trường hợp, dù anh chị có thoải mái hay không thoải mái, chúng ta cũng phải tiếp tục phát triển, chúng ta phải tiếp tục đi lên. Bởi vì anh chị chỉ cần dừng lại thôi là chị ngủm, chỉ cần anh chị dừng phát triển thôi là cuộc sống anh chị ngủm. Bao nhiêu cái thành công anh chị gây dựng nó cũng được tan biến hết. Nên là gì ạ? Những cái gì không thoải mái chẳng qua nó là những cái biến cố để đưa cho mình lên cái tầng cao hơn. Nên là hãy cứ tiếp tục phát triển và mọi chuyện nó sẽ được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng. Anh chị có ngồi đó anh chị giải quyết, rồi anh chị tìm cách, rồi anh chị nghiên cứu. Chị không có vô dâm được đâu nha em, chị phải sắp xếp một số chuyện, rồi chị phải ổn định cuộc sống, rồi chị phải giải quyết cái vụ con cái của chị, rồi chồng con chị, gia đình chị ổn định rồi chị mới học tập tiếp nha em. Chứ dạo này chị thấy chị bận quá chị không học được đâu, để chị giải quyết một số vấn đề ra. Anh chị có giải quyết được không? Anh chị dùng cái bộ não này anh chị giải quyết được không? Anh chị dùng cái ý thức này giải quyết được không? Không. Anh chị cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục học đi, cứ tiếp tục phát triển đi, mọi chuyện tự nó sẽ, mọi chuyện tự nó sẽ ổn định. Ok. Rồi, cái nền tảng tiếp theo các anh chị là anh chị phải luôn hãy yêu cầu các anh chị ha. Hãy luôn yêu cầu cái gì đây? Và anh chị nhớ nè, ba cái nền tảng rất là quan trọng nè, nền tảng số 8 là hình dung, nền tảng số 9 là hành động, nền tảng số 12 là yêu cầu. Yêu cầu nghĩa là sao ạ? Anh chị phải biết yêu cầu những thứ anh chị mong muốn. Bây giờ em nói các anh chị, có một số anh chị ha, các anh chị có quen cái việc là hồi xưa mà những chị em phụ nữ mà thường hay là quen con, những cái anh đàn ông mà, hoặc là cưới chồng, anh chị sẽ có một cái, anh phải hiểu chứ, anh phải hiểu em chứ, anh phải biết anh làm cái gì để mà em hạnh phúc chứ, anh phải biết anh làm cái gì để cho em vui chứ, tại sao anh lại cư xử với em như vậy, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh không có hiểu em gì hết. Dạ, ai hiểu được các anh chị, ai hiểu được các anh chị, anh chị phải yêu cầu. Ví dụ như em muốn là anh phải luôn đi làm về là phải dành thời gian quan tâm tới em, lo lắng cho em, yêu thương em. Rồi tới những cái ngày lễ là anh phải dành thời gian, có nghĩa là mình phải có những cái thời gian chất lượng bên nhau, hoặc là anh có những cái món quà nhỏ nhỏ anh tặng em. Đó là những cái điều mà em cảm thấy em hạnh phúc. Anh chị phải yêu cầu. Hoặc là những anh chị muốn cái người, nếu như mà anh chị yêu cầu mà họ không làm cho các anh chị đó thì ok, anh chị chắc được. Nhưng mà bây giờ anh chị không hề nói, anh chị không yêu cầu luôn, hoặc là em muốn anh là gì, dành thời gian là gì, lo việc nhà với em. Tại vì sao? Mọi việc trong nhà em không thể nào mà làm hết được, tại em còn có thời gian em phải đi kiếm tiền nữa. Thì anh có thể em trao việc là cái việc này anh làm, việc kia em làm. Anh chị phải yêu cầu, anh chị yêu cầu thì người ta mới đáp ứng. Mà người ta, anh chị không yêu cầu, anh chị đòi người ta phải đáp ứng cho các anh chị sao được. Anh chị hiểu em nói mà. Nên là ở ngoài cuộc sống này các anh chị chơi với vũ trụ, các anh chị cũng phải yêu cầu. Bây giờ là vũ trụ là có tất cả những thứ anh chị mong muốn. Nhưng mà anh chị không thể nói là tại sao vậy? Tại sao cuộc đời? Tại sao cuộc đời lại cho tôi một cái cuộc đời bi đát vậy? Tại sao tôi lại có một cái cuộc sống như thế này? Tại sao người khác sống hạnh phúc mà tôi lại có cuộc sống như thế này? Dạ thưa các anh chị, do các anh chị có yêu cầu đâu. Các anh chị đã từng mở miệng xin vũ trụ là xin thưa vũ trụ hãy cho tôi một cái cuộc sống hạnh phúc, giàu có, trọn vẹn, và những người xung quanh tôi phải luôn yêu thương tôi, và tôi luôn thành công, tôi luôn phát triển, cuộc sống của tôi hạnh phúc. Mỗi ngày anh chị có yêu cầu như vậy với vũ trụ không? Mà các anh chị trách, anh chị trách người ta, anh chị trách là vũ trụ cho các anh chị cuộc sống bi đát, bi đinh, bi
suốt ngày anh chị cứ coi phim bi rồi anh chị cứ ngồi khóc. Ôi trời ơi, sao mực khổ quá vậy, sao cuộc đời của tôi khổ quá vậy trời. Là tôi không thể nào mà chấp nhận được cái cuộc sống mà nó cứ cố như vậy. Anh chị cứ vậy hoài mà biết sao nó không khổ được. Anh chị đang yêu cầu cái khổ đó, cái khổ, cái cực đó. Ở đây là anh chị hãy nhớ ha, anh chị phải luôn yêu cầu. Yêu cầu với tiềm thức, được không ạ? Yêu cầu là gì? Trời, cảm ơn duyên trưởng không tiềm thức. Cuộc sống của ta thật là vi diệu, một cuộc sống giàu có thật là hạnh phúc quá đi chơi. Là ngày hôm nay là một ngày vô cùng thành công. Ngày hôm nay nha, là cái ngày cực kỳ thành công nha. Hôm nay là một cái ngày vô cùng thành công. Nói tiếng thành công hôm nay là mình phải có được một cái bài học mới. Trong cuối tháng này là mình đạt được 300 triệu lợi nhuận. Và mình hôm nay là mình phải hành động vì cái mục tiêu là mình có một cái vòng mông 85cm. Rồi mình phải có một cái mối quan hệ của mình. Hôm nay mình phải tạo dựng ra được những cái thiên tài. Mình phải gây dựng lên được những cái con đại bàng xuất chúng. Những cái người tài phiệt đô la, những cái thiên tài đi với mình. Đó, anh chị hằng ngày anh chị yêu cầu như vậy thì đố ai không cho cái anh chị. Ngày nào anh chị cũng đòi hỏi, anh chị cũng đòi hỏi, anh chị cũng yêu cầu như thế thì sao ạ? Tiềm thức của vũ trụ mới tìm mọi cách để giúp cho các anh chị. Nên anh chị hãy nhớ ha, cái chương đầu tiên trong sách sức mạnh tiềm thức nó có một cái chương, đó chính là nó có một cái chương là gì các anh chị? À, kho báu bên trong bạn. Kho báu bên trong bạn, nhưng mà để mà lấy được cái kho báu này bạn phải hé mở cái cặp mắt tâm hồn. Ý nó muốn nói là gì ạ? Các anh chị muốn lượm kho báu thì các anh chị phải gì ạ? Anh chị phải qua cái thằng mà anh chị phải yêu cầu cái thằng mà cắt giữ kho báu. Có nghĩa là kho báu các anh chị nó sẽ có một cái đứa cắt giữ, một cái đứa cai quản, một cái đứa mà gọi là nó ngồi nó giữ cái tài sản đó cho các anh chị, không nó rơi rớt hay sao. Thì nếu như mà anh chị muốn có cái gì á thì anh chị phải yêu cầu cái đứa đó nó cho. Cho nên là nó mới giống như anh chị hãy nhớ cái câu chuyện là Aladdin và cây thằng đèn. Thì Aladdin sẽ không bao giờ có những điều tuyệt vời nếu như không biết cách yêu cầu của thằng đèn. Và thằng đèn nó luôn nhắc nhở, ê nó nghe Aladdin, nó nghe nè, tao cho mày rất là nhiều điều ước mà sao mày không ước gì cho vậy. Ủa sao cả ngày tao thấy mày cứ để tao ngồi suốt ở trong cái đèn này, không có yêu cầu cái gì hết vậy. Đáng lý là bạn phải yêu cầu, ví dụ như hôm nay là cho mình ăn uống miễn phí, hoặc là tiền về ngọc mặt, tiền về quá trời, hoặc là có thêm đối tác hay gì chứ sao không thấy mày yêu cầu gì hết trơn vậy. Anh chị hiểu không? Anh nên là nó luôn nhắc anh chị Aladdin, nó luôn, cái thằng đèn nó hay nói cái thằng Aladdin này, nó nghe nè, đó chính là mệnh lệnh của bạn á, là mong muốn của bạn á là mệnh lệnh đối với tôi. Anh nên là ngay bây giờ lúc này tôi thiệt á là tôi cầu xin bạn luôn á, bạn mong muốn cái gì bạn nói tôi biết đi, để tôi đi tìm nó gì cho bạn. Tại vì cái mong muốn của bạn nó là mệnh lệnh cho tôi, và cái việc của tôi là ngồi đây để chờ bạn ra mệnh lệnh để tôi còn thực hiện nữa. Tôi còn đi làm nhiệm vụ nữa, tôi không ngồi rảnh đây mà tôi chầu chật bạn hoài. Tôi chỉ ngồi chờ bạn yêu cầu thôi, mà sao nó lâu quá vậy. Mong muốn của bạn là cái gì? Là mệnh lệnh đối với tôi. Bạn cho tôi cái mệnh lệnh đi để tôi còn đi thực hiện cho bạn nữa. Đấy nên là các anh chị hãy luôn nhớ cái gốc gác của câu chuyện Aladdin và cây đàn thần, đó chính là không phải là ba điều ước các anh chị, mà nó là vô vàn nhiều ước chứ không phải là ba điều ước. Đó nên các anh chị hãy nhớ là các anh chị có quyền ước những cái điều mà chị muốn, và các anh chị có quyền yêu cầu. Và anh chị được tồn tại trên cái thế gian này, anh chị có một cái quyền năng rất là lớn, đó chính là anh chị có quyền được yêu cầu một cái cuộc sống như anh chị mong muốn. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là các anh chị có yêu cầu hay không? Các anh chị có chịu yêu cầu hay không thôi. Anh em anh chị hãy luôn nhớ ha, tận dụng. Anh chị hãy tận dụng cái quyền năng này, cái yêu cầu này, được không ạ? Chúng ta cũng còn khoảng chừng bên đây giờ là nền tảng số 12 rồi ha. Thì anh chị cũng còn khoảng là một vài cái nền tảng nữa ha. Chúng ta sẽ đi hết luôn nha các anh chị nhé. Rồi, anh chị cũng còn khoảng là 6 cái nền tảng nữa. Và nếu như mà em nói nhanh á, thì anh chị sẽ không có được hiểu hết, không có được hiểu được nhiều á. Nên là em theo sẽ dành ở vào một cái live stream sau, được không ạ? Và bây giờ cũng là 9 giờ rưỡi rồi. Nên là em theo xin phép là dừng live stream tại đây, để cho các anh chị ha, mình có nhiều cái thời gian để mình ôn tập với đội nhóm, mà ôn bài với đội nhóm. Bởi vì sắp tới là chúng ta sẽ học tập phát triển tư duy liên tục tới 90 ngày lận, nên là chúng ta sẽ dành cái thời gian chúng ta học tập. Rồi bây giờ thì sao ạ?
Bây giờ thì các anh chị ơi, mình phải ăn mừng thành công chút xíu rồi mình dừng lại chim ha. Vậy thì bao nhiêu số các anh chị ngày hôm nay anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi thì các anh chị nhớ bỏ vào đây, bỏ quỹ tự do tài chính ha. Để gì sao ạ? 6 tháng là có 1 triệu đô, 6 tháng là có 1 triệu đô, 6 tháng là có 1 triệu đô. Mà các anh chị á, tiền á, kiếm bao nhiêu xài hết bao nhiêu là bó tay. Anh chị đã nhớ không ạ? Anh chị hãy nhớ là chúng ta phải có những cái hành động, chúng ta theo đuổi cái mục tiêu của mình. 6 tháng có 1 triệu đô thì phải có cái hành động là phải bỏ tiền vô đây. Rồi phải học tư duy kiến thức tầm nhìn, có tư duy nắm bắt xu hướng, rồi đầu tư gia tăng tài sản. Thì cái 1 triệu đô nó mới đẻ ra được các anh chị. Nó mới có cái thứ nó đẻ ra cho tự nhiên ở đâu ra nó đẻ ra cho các anh chị vậy. Anh chị hiểu vấn đề không ạ? Đó nên là hãy luôn nhớ bỏ quỹ tự do tài chính. Rồi, và thứ hai nữa là các anh chị ạ, có bao nhiêu cái thành công ở đây ha. Anh chị ngày hôm nay các anh chị có cái thành công gì anh chị hãy comment đây. Và chúng ta hãy dành thời gian ăn mừng thành công một chút xíu sau đây chúng ta đi ôn tập vào nhóm nha. Được không ạ? Ok, rồi xin mời tất cả các anh chị nè. Đang đợi thành công các anh chị đây. Mình phải uống nước các anh chị. Rồi, em đã nhìn thấy thành công của các anh chị ha, quá tuyệt vời luôn. Rồi, xin chúc mừng chị Tiêu Nguyễn. Thành công hôm nay của TTV là 500.000 đồng. Yeah, yes, xin lời chúc xin chúc. Oh, quá tuyệt vời. Tiếp tục nha, xin chúc mừng chị Nga Trần. Tiền hôm nay của chị là về 3 triệu đồng. Xin lỗi siêu trùng quá tuyệt vời luôn chị ơi, hay quá, trời ơi quá đỉnh cao. Xin chúc mừng chị Nhung Thịnh Vượng, hôm nay tiền của chị về là 6.150.000 đồng. Yeah, siêu lỗi siêu trùng quá tuyệt vời chị ơi, hay quá, đẳng cấp vi diệu. Xin chúc mừng chị Nhạc Hoa Thiên, thành công hôm nay của em là ngày thứ hai vào học. Thành công của em hôm nay là ngày thứ hai vào học, bỏ quỹ tự do tài chính được 200.000. Yeah, quá tuyệt vời luôn Hoa Thiên ơi. Các anh chị nhớ ghi đầy đủ nha. Xin chúc mừng Đặng Văn Điện, thành công ngày hôm nay tiền về là 11.490.000 đồng. Yeah, yes, xin phép siêu trụ, hay quá. Ủa, thấy chưa, em nói các anh chị nha, anh chị học chăm chỉ nha, anh chị comment thôi anh chị múc được tiền. Trời ơi, mọi người phải hiểu được cái bí quyết này chứ, bỏ mắt uổng tiền. Xin chúc mừng Dương Tuyết Thanh, thành công hôm nay của em tiền lợi nhuận là 2.979.000 đồng. Yeah, xin thích siêu trộn quá tuyệt vời luôn Tuyết Thanh ơi. Mỗi ngày anh chị hút 1 triệu 2 triệu cũng quá tuyệt vời rồi chị. Xin chúc mừng anh Thanh Long, hôm nay tiền về là 300.000 đồng. Hay quá. Xin chúc mừng chị Trương Nhung, thành công hôm nay của Trương Nhung là đi đường thông thoáng, tiền về là 1.500.000 đồng. Yeah, xin lỗi siêu trụ, hay quá chị ơi, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng chị Như Ý, thành công hôm nay của em là bỏ quỹ tự do tài chính, ghi chép live stream và tiền về là 1.500.000 đồng. Yeah, xin lỗi siêu trụ. Yes, xin chúc mừng, xin chúc mừng, hay quá các chị. Xin chúc mừng Trần Ngọc Hương, thành công hôm nay là dậy sớm lúc 3:40 tràn đầy năng lượng, ghi chép live stream và tiền về là 1 triệu đồng. Yeah, xin rất siêu trụ. Xin chúc mừng Phạm Nga, thành công hôm nay của Nga tiền về là 3 triệu đồng. Yeah, xin rất siêu trụ. Yes, hay quá tuyệt vời các chị ơi. Xin chúc mừng Phạm Văn Thiện, thành công đây có thiện tiền về là 10 triệu đồng. Yeah, xin lỗi siêu trầu. Yes, hay quá. Xin chúc mừng chị Thúy Trịnh, thành công hôm nay là đã qua 3 ngày huấn luyện tuyệt vời, tiền về là 1.100.000 đồng. Yeah, xin lỗi siêu trầu. Yes, hay quá chị ơi.
Xin chúc mừng chị Phạm Thị Nương thành công đây là ghi chép livestream đọc sách và ăn uống miễn phí tiền về là 2 triệu đồng. Yeah, xin được chia chồ. Yeah, hay quá chị ơi. Xin chúc mừng chị Dung Lê thành công đây thì lợi nhuận của chị là về 2 triệu đồng. Yeah, xin được chia chồ. Yes, hay quá chị ơi. Xin chúc mừng anh Nguyễn Tuấn này thành công này của tôi tiền về là 6.500.000 đồng. Rồi xin chúc mừng anh chị ha. Rồi xin chúc mừng anh chị ha. Xin chúc mừng chị Lý Hà thành công hôm nay là dậy sáng vào Zoom lúc 4 giờ ghi chép livestream và một cái ra chính tiền về là 2.150.000 đồng. Yeah, siêu nước siêu trời. Yeah, hay quá chị ơi. Xin chúc mừng còn ai nữa à? Còn anh chị rồi đó. Ok, các anh chị comment chưa kịp đúng không ạ? Xin chúc mừng chị Hồng Hoa thành công hôm nay thu hồi vốn được 1.920.000 đồng. Yeah, xin được siêu trụ quá tuyệt vời. Ok các anh chị ha, rồi em hết thấy comment các anh chị rồi. À, xin chúc mừng chị Huỳnh Mộng Duyên thành công hôm nay của Duyên thì lại nhận là 1.800.000 đồng. Yeah, xin được siêu trụ quá tuyệt vời các anh chị ha. Ok, rồi bây giờ các anh chị sẽ cùng với em Theo đọc 17 tư duy triệu phú trước khi mình kết thúc cái livestream ngày hôm nay được không ạ? Rồi các anh chị hãy đặt điện thoại của mình xuống và đặt tay lên trái tim của mình và cùng em Theo đọc ha. Ok. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất lại là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi trả cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi cực kỳ nhiều tiền. Tôi tự do về mặt tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cái sống mà tôi mong muốn. Công việc làm thêm ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính xác những mặt thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi các trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là mang lại sự giàu có và dư giả. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền là sức mạnh, tiền giúp cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Tôi xứng đáng để là giàu có vì tôi luôn thêm thật nhiều giá trị cho người khác. Tôi giàu có vì tôi luôn làm những điều tôi yêu thích. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cực khôi. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, khả năng giữ, khả năng phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Tôi là tỷ phú đô la. Yeah, siêu thất siêu trụ. Ok, rồi đó là tuyệt vời các anh chị ha. Anh chị nhớ là nếu mà đọc bởi tư duy triệu phú, các anh chị nhìn vào trong gương thì nó sẽ giúp cho các anh chị rất là tuyệt vời đấy. Và nếu như mà các anh chị muốn cao cấp hơn thì các anh chị có thể vào chương trình Zoom buổi sáng để các anh chị có cơ hội được làm đầy đủ các quy trình với các anh chị trong Zoom sáng nhé. Ok, bây giờ em xin kết thúc livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.